cho anh ăn nhá. Ủa, quên mẹ mất. Thôi vào đó. Cháu không cá rô chứ. Cháu bình không gì đây. Bình không bảnh. Cháu chủ tâm nhá. Cháu Lâm nhá, cháu Hằng nhá. Cháu Vương, cháu Vinh, cháu Hùng. Ô, ông chào nữa. Nhiều quá chào đéo hết đâu. Cháu auto chết. Cháu Phục. Sao mày đau bụng thế nhỉ? Như một đứa trẻ anh thương Hà. Ghê đấy. Cái gì đây? Cảnh không học lý. Thằng này sao lạ đấy nhỉ? Lần đầu vào à? Đó rồi đây. Cái mẹ thằng này sao mới thật. Ở vào đây. Đủ người là quá thôi. Tôi cho gì nữa. Ngày nào thiếu Hà ăn cơm không ngon và xin mẹ. Có like Facebook đấy. Mày đéo theo dõi page của tao, mày cứ bảo tao không like. Bớt xàm đi bố. Cháu Ngọc nhá, cháu Đức nhá. Cây kia chiều. Bởi vì trưa nay nó mới mở. Ôi thằng S3. Thằng S1 là thằng gì? Thằng Cảnh không học lý, không nghĩ S bốc thôi. Thằng Cảnh vào từ giờ kích luôn. Láo nhỉ. Dám vào xong không nghĩ S. Bướng đấy. Thì Hiếu vào nhà. Đây mày, chào Hoàng Huy nhá. Chào Trục Minh Đức nhá, chào Lâm Tiến Đoàn. Bố cái thằng Lâm Tiến Đoàn. Có mỗi cái việc vào SS tôi đéo vào được. Mà hỏi tao mấy giờ làm gì thằng kia. Chào Hiệp. Rồi đánh con gì được ta. À chào bố chưa. Bố mới lại cho mày bốc hơi bây giờ chứ lị. Bắt đầu đi rừng rồi. Thực ra tao muốn đánh con Zuka quá mà. Không biết bọn này có để tao đánh con Zuka không. Thật Đỗ Huy Tùng nha. Thật kiểu lấy AD mất rồi. Đương nhiên sẽ là Zuka rồi. Dư bờ nhảy. Để tao. Đi mẹ kiếp. Ăn mình nhảy. Không phải làm gì cả. Ủa. Còn là dùng ngọc bê này. Cho lấy cái này đi. Kéo cao thủ cho máu. Đây là mấy ông cao thủ không vào được cái chứ. Sao phục rồi. Đi với lại Follotillo ở gây nhỉ. Tao phải ngại mày á. Quên. Bấm tốc biến cơ. Ta kia đi rừng ấy, ta quên. Để nhầm bổ trợ. Đi mẹ để nhầm bổ trợ. Sao lại hồi máu này. Lấy cái lướt chứ nhỉ. Rồi cái này đúng rồi. Ôi, đi mẹ đánh giải hay sao, em pick ghê đó kìa nhỉ. Đúng rồi. Chân bé đung. Lên chân bé đung. Đéo nào con dán đây nhỉ. Không, tao lại con dán ta. Vinh cũng thích Hà. Cũng thích được Hà khen á. Thôi bố ạ. Tao động viên thằng Hiếu chủ yếu để cho lên cao thủ thôi. Còn ưa nick nữa thì bố mình chip. Thôi em để bố mình tập trung trận đấu này. Bố phải gánh Hiếu. À quên, Hiếu chưa vào. Tao đi với Follotillo. Ủa mẹ, tao đi với Hoàng Thượng đúng không mẹ. Đi mẹ đời tao ra bã này. Tại sao không phải là tao đi với con khỉ nhỉ, mà là tao đi với con của nợ này nhỉ. Thôi xong, trận này tao thấy nó sai sai cái đéo gì.
Thế thì án là ta đi với quấn nợ đây nhỉ. Nó lại còn thông thạo ép nữa chứ. Ôi biết làm sao được. Không rồi. Đến mẹ đợi tao ra ba. Ôi thì mày quấn nợ này còn lên cấu nữa thế này. Tin cái thằng bố mày tin. Mẹ ở cái danh này tao tin được thằng đéo nào. Đánh trước, thằng nào đánh trước thằng có lợi. À trượt xuống á. Trượt hoa rồi. Ra đây. Ra đây. À chú ý cái Feta Zuka. Bảo tao chú ý á. Chú ý cái gì? Chân bẻ đùm. Ôi lời lời giải tán đây giải tán. Hấp. Hết cho tôi thôi. 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 Sao lại. Thôi biến 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 biến. Nó chặt con mày nó hồi máu ấy. Đố mới hết rồi đấy. Bỏ hết rồi tao gọi bằng bố luôn. Ui trời trời trời. Chịu bố ơi. À xin nhá. À. Con trời bằng vùng A à, tạch đôi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. À sắp đôi. Sắp. Thôi. Tịt mẹ vào cái điếu đi. Để lính nó xuống là tao văn mày. Đi mẹ kiếp. Có một tí lính nó văn hết thì lấy cái gì đánh. Ôi dạ trời ơi. Sắp đôi. Sắp đôi. Cái gì? À ta kia lên giày giáp rồi. Mình tóm. Thôi gì phải vội. Đi mẹ nó ăn mấy con rơi tao rồi. Mua đi. Cái gì? Ui. Đi mẹ chơi game mà thần trận. Đi đâu đây? Cái gì? Thế nào? À, ăn dưu bờ săn vào mõm. Cứu người khó hơn hại người. Ui. Ghê mày. Không. 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 Tốc biến chạy. À đánh đồng đội tao. Ủa chịu nha. Đi mẹ quả đếm vào. Ok, hàng kia. Thằng kỳ đợt đấy. Bố đến đây. À đây rồi, đây hàng đây rồi. Hàng đây. Đi mẹ chỉ được cái chạy nhanh. Thằng AD làm cái gì đây. Ôi đời AD ra bãi. Ơ thì mẹ con này nó thần trận lắm đấy nhỉ. Đi đâu. Đi đâu. Chạy thôi. Ăn ơ. Thằng dường kia muối thôi. Nhưng bố mày ăn nhiều mạng này chắc chắn bố mày sẽ canh tem được. Đi mẹ sao ping nữa. Giờ là ping nó có vòng vàng ấy nhỉ. The iron defense line has disappeared. Send in the balloon. Cái đéo gì mà tin. Đi mẹ đau quá. Thôi, mẹ ta bật cái điều hòa lên. Chơi follow pillow này mới được. Không rồi. À ăn kinh công trước mặt tao. Cái gì? Cái gì? Ăn kinh công trước mặt tao. Khá đấy. Lại thần trận. Thần trận lắm mày. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Phải có cầu.
Không. Chơi nhá, chuẩn bị chơi nhá. Tao bảo có ba rồi, tao có cầu, tao bảo có ba rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Phật đi. Cầu, 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 cầu. Mày bố láo. Về mít, về mít, về mít, về mít, về mít. Về mít đi. Cho ai tao tự lấy chung được. Thằng này ăn được nhiều mạng thế nhỉ? Sao thằng này ăn được nhiều mạng thế nhỉ? Hàng này, hàng này, hàng này. Ây da, bố mình né ngay. Ủa chịu chăng? Đây rồi. Mày chạy đi đâu? Chạy. Không, bố không cứu được mày đâu. Bố mày không phải thần thánh mà cứu được mày vào đây. Không. À đây. Ghê mày. Quay lại trả đòn ghê phết đi. Bị mẹ sao cái danh này chúng nó đen ghê vậy ta. Ủi hàng kìa. Mà không. Ai bố sang ai bố sang ai bố sang ai. Ăn đi ăn đi ăn đi. Bị mẹ lắm thần trận. Tao biết đi. Ui ghê mày. Định ăn mạng của tao mà. Không có đâu. Đối với tao bằng này máu đủ ăn được Falotilo rồi. Đấy mẹ mày giỏi băng trụ đây. Giỏi băng trụ bố đây đi. Rồi. Cuộc tàn sát bắt đầu rồi. Ê chú mít kìa, chú mít kìa, chú mít kìa. Chú mít kìa. Để chú mít đi. Đi mẹ lấn thường, tôi lấn thường. Đây rồi, hàng đây rồi. Mày vừa hết chiêu 2 xong chứ gì? Tao đố mày chạy được phát này nữa. Tao đố mày đấy. Đi mẹ kiếp, đời bố mày phải ngại mày á. Mày bố léo. Ăn nhiều vãi đái. Đừng sợ nó, có bố ở đây không phải sợ. Cái gì? Cái gì? Ăn tao. À xích tao. Ô chịu nha. Ồ chiều cơn cua. Chiều cơn chục cơn danh hà nó mới mở cơ. Thực ra nó mở từ trưa nay rồi ấy. Nhưng mà nó mở trưa nay lúc đấy nó gần live xong rồi. Nhưng chắc chiều mới live lại cái đấy. Cái gì ơi. Không đủ đam đâu con ạ. Kìa. Còn những cách nào mà phát lại tao đéo trả lời đâu. Tụi tao nếu là sao dõi tao từ hôm qua không biết là kênh tao bị làm sao. Thì công luôn đấy mày. Từ từ ơi, con mẹ làm gì à? Tao đéo là ngày nó ấy nhỉ. Thế đó thằng này nó đam bé đấy nhỉ. Đâu cái này nữa. Mày bị ngu mà mày hỏi tao mấy giờ làm cái gì. Tao nói cho mày biết nha, những thằng nào xem like của tao ấy. Tao đánh con gì. Chỉ cần tao, nó chỉ nhìn tao đánh con gì thôi. Là trận như thế nào. Để nó biết like mới hay like cũ rồi. Tốt nhất đừng hỏi tao mấy câu đấy, tao đéo trả lời đâu. Không phải tao khinh. Đi mẹ kiếp. Hòa bình không đến từ lời nói, hãy hành động đi.
Rồi bắn người, bắn người, bắn người, bắn người. Nè 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 nè, chuẩn bị bắn người nè. Đi má kia, bắn chỗ luôn. Thằng kia phun kiếm máu. Subot là chết rồi, Subot. Đúng rồi, tao chung lên được đi nhá. Anh tao đi mẹ không hà không MVP, thằng nào MVP. Bật tiếng game nhỏ thôi mày. Điểm. Chơi game nhạc không to làm sao mà quẩy được. Làm điều có chuyện lag. Máy của mày làm sao ấy chứ? Không lag đâu. Tao đã có một máy chết ở đây rồi mà. À ghê phết nhỉ, đánh con này ghê phết. 27% đam lượt mới đấy. Ông là hack map mình đọc Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, in phần bình luận. Bạn hack như trên livestream nhá. Chấp một loại tố cáo luôn. Đi mẹ này chơi lắm mày. Đi mẹ thằng T9 cái con cạc té. Nhường cho Hiếu vào. Đi mẹ thằng này vào rất nhanh nhá. Nhường người gắp mày. Hôm đi hắn nặng tin vào. Sơn cua. Facebook Sơn cua. Mà đây. Rồi để bố mày kéo Hiếu lên cao thủ rồi đó. Mấy bố đi học hết rồi. Em tuyển hôm qua đi học hết rồi. Ê Hiếu ơi, tối hôm qua tao có cắt một cái đoạn video ra để tao up lên TikTok. Tao cái đoạn video tao chả chửi bậy công nào mà cái đĩa nào TikTok nó lại xóa mất video của tao rồi. Nếu không tao tát tên mày vào. Hai yêu Hiếu mẹ. Gọi là có một chút cảm tình yêu đéo. Mẹ hai đàn ông yêu đéo. À vô lý vậy. Hiếu bảo vô lý vậy. À, bắn con em su văn. Hà tin em chưa anh. Tin cái thằng bố mày. Kissy. Hiếu lên Kissy tao. Khả năng cao khi Hiếu lên cao thủ kéo có tôm miền Kissy nhá. Hôm qua bú 8 trận thông còn gì nữa. Lên Kissy rồi bố. Ở sao nó lại cơm mèo su nhỉ? Bình đến! Tự tin lên mày! Thế rồi, ghê quá. Rồi đánh con đéo rồi nhỉ? À, Hiếu bảo tao đánh dưu bờ dốc cơ. Đồng ý! Thích dưu bờ dốc cơ, có dưu bờ dốc cơ. Bố sẽ nghe mày. Không, dưu bờ dốc cơ. Đến mẹ tem ở kia chỉ có dưu bờ dốc cơ thôi. Hài ngớ quá. Ông là hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, in phần bình luận. Bạn hack đi trên livestream nhá, cho một loại tố cáo. Để mẹ ngớ thích nhỉ. Yêu biếm mày. Đã biết được mẹ chủ ác này nó yêu bé Mai. Mai là Mai nào? Kỳ Bình Mai. À ghê phết nhỉ. Đến mẹ úp tao. Gớm đấy. Úp tao thì gớm rồi. Riêng con Joker này tao đã out chiêu được 3 thằng rồi. 3 thằng. Tôi hút được điếu thuốc ai. À. Không biết sáng nay Hiếu nó bú được khoảng tầm 8 trận không thì tao không biết, nhưng mà tao dám khẳng định sáng nay thằng Hiếu sẽ lên cao thủ. Tao đào tạo Hiếu xong tao lại đào tạo thằng khác, tao cứ kéo từng thằng lên cao thủ một. Nhưng vấn đề thằng ấy nó phải nhận thức được nhanh cơ.
Kênh này ít view nhiều, đừng quan tâm view. Đừng quan tâm. Anh em vào chơi với nhau là vui rồi, đừng quan tâm view. Ghê nhỉ. Vậy như đâu giải này. Đi mẹ kiếp. Gian đi rừng mà thằng này toàn ma chú, tao đéo sợ. Ông là hack map inbox Zalo nhá, link Zalo để vào hồ sơ TikTok. Phải không kim và bình luận. Mà hack như trên livestream nhá, cho một là tố cáo đi mẹ. Không quảng cáo nữa. Quan trọng là không quảng cáo nữa. Thằng này bố mày lên giày, tôi vẫn lên giày được. Không lên giày giáp à? Thì cái thằng bố mày tin gì? Bố mày chỉ có tin vào con tên lửa bố mày thôi. Tay dây, tay dây nửa cây, cả mày nữa, tay dây đứa mẹ trượt. Nếu như mày thích nha, nếu như mày thích đi mẹ choáng con trượt mày. Nếu như mày thích à bú liếm. Nè, đưa bố mày này. À chạy. Chơi game mà chạy. Đi mẹ Aliku này. Sao mày không lên giày? Hả? Sao mày không lên giày? Tao đố nó chọn chung luôn đi. Tưởng thế nào? Ôi, chạy thôi, dừng nó. Thằng này cầm tốc biến không? Thằng dừng nó, tao ngồi đấy. Đừng đi ra. Tao dĩa nó chứ. Thằng bắn nhẹ một tên lửa. Đi mẹ phải cho này sấp đôi thôi. Sấp đôi. Ất à, yeah. Mày bố léo. Mày léo. Lạc. Ghi yêu máu đi về. Không. Một hơi. Bố mày tốc biến, bố mày chạy đã. Mày bố léo. Mày thích tay đôi à? Nếu như mày thích tay đôi, bố mày sẵn sàng tay đôi mày luôn. Cái quả sát từng chuẩn nữa. Mày bố léo. Bỏ mẹ thôi. Hồn tin đây, hồn tin đây. Hồn tin để bố mày làm như thế này bác. Địch má nó chi. Đĩa hồn tin mà nó đĩa hồi chiều 2 đánh cái đĩa gì. Địch má nó. Mày hỏi ta chính làm cái gì hôm qua mày không thấy bố bị ban à? Chiều nay nó mới mở. Điên à, khi dùng chiêu ulti thì nó không bị chọn là mục tiêu mà. Mày bố léo, mày bố léo. Mày không đủ đam đâu con ạ. Đi mẹ support có như không này, đánh cái gì? À, sơn cua. Sơn cua. Ta là support em, mày là support. Đi mẹ chơi game support. Nó toàn là cái gì? Không à. Không rồi. Cho cá nào rách cả. Đi mẹ con sơn cua này. Chơi game đéo thấy mặt muốn support bao giờ. Chóng thì chọn trượt đi. Chẳng hiểu chưa được. Cầu bóng lên đi. Ulti đâu. Đồ ngu. Đừng có dùng cho bản thân. Không được cái gì cả. Đéo là support lắm thế này nhỉ. Thằng Victor mày mà mất trụ của này, bố mày cho mày ra bã luôn, đéo cho chơi nữa. Đến mẹ chơi game không biết gì cái anh gì cả.
Gấu nó lên đây mấy vòng. Lùi nhá, lùi em dừng nó. Lùi đường này này, đúng không? Bọc thời. Đi mẹ không ông ơi. Kìa. Đầy chơi. Triple kill. Đi mẹ mày. Bố phải lấy lại cái gì, bố thì đã mất chứ. Không liếm được cái gì. Bắt đầu xanh lại rồi đấy. Thì cái thằng bố này chứ. Chỉ được cái liếm mới nhanh. Bắn nhẹ một tên lửa. Chơi luôn. Không. Không cay hết được đâu con ạ. À con cua đi. Đi mẹ con cua ngon này đéo ăn. Bắn nhẹ một tên lửa. Cho nó thằng đéo đi rừng, thằng Giang 28 40 out tao nói 2k tiền. Ê nhanh 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 nhanh. Ulti đâu, chặn đầu nó. Mày chặn, mày chặn. Đừng có tiếp chiêu. À tao có một đọc. Ê nó có một giây, nó có một giây. Mày núp cái gì? Ô mẹ cái thằng kia. Mày không lấy chủ mày. Để rách mày. Bố mày xuống lấy chủ cho mày ra. Đi mẹ kiếp. Chơi game một tiếng chưa lấy được cái chủ. Mày ra đây. À mày bố nào. Mày bố bố bố. Ôi bố mày tốc biến. Mày bố nào. Cứu tao. Ai chủ ôi đau quá. Địt mẹ rít này nhá. Hết trận bố mày cho mày cốt luôn. Nhìn thấy như thế hai thằng đéo thằng nào lên. Chỉ đợi bú liếm thôi. Thằng tí nữa lại hỏi tao có hay không. Hay cái thằng bố mày. Chơi game địt mẹ chả tí đồng đội đéo. Bố mày là cầm AD mà bố mày còn support đến 8 bạn đây. Đi top 111. Đúng rẻ rách. Đúng rẻ rách luôn. Đi mày kiếp. Đợi kiểu được bú liếm quen. Tự làm nếu làm được. Địt mày thằng gấu này. Bố mày sẽ tặng cho mày cái phức hợp kiếm vào mồm. Hãy thở lên cho đường dòng cái. Đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu. Chấp nhận ra đường dòng đi. Nó tao mũi bên tay trái nhiều lắm nha. Đây tao đứng đây nó cho bạn tao nhiều vãi cứt ra. 100 thằng. Đúng 100 thằng tao bụi luôn. Trốn. Đánh đi. Nó không mạnh đâu. Kìa. Vân tân môn kìa. Bắn nhẹ cho một tên lửa này. Rồi bố ra bắt được Santino rồi phát. Đi mẹ một đống tao không đuổi được thằng gấu. Nghỉ mẹ game đi. Thấy bố mẹ lại chạy à. Đòi em đi áp khổ đấy. Con này thằng này nó không còn bù xanh à. Khôn vãi cướp này nó dọn sóng lính rồi kìa. Được chết, được chết, được chết, được chết. Bố cứu mày đi. À mày bố lão. Mày bố lắm. Nó lại úp tao nhỉ.
Công đi, công đi, công đi, công đi. Công đi. Sao lại đi về kia? Cũng có chiêu cuối chứ chiêu kéo gì hết. Đi về đi. Ra đi lên ra. Đập nhẹ một bom cười. Hên Linh, hên Linh, hên Linh. Ở đi mẹ của Linh. Trời ơi. Lạc ấy nhỉ. Ủa Lạc phải cướp rồi nhỉ. Ở sao Lạc ấy nhỉ. Ở trên đằng người, trên đằng cứ chơi chơi nhỉ. Không thua, thua thì không thua. Ờ. Cái mạng là này nó Lạc ấy, bịt mà nó đang hết cái gì này. Cụt ngay cái thằng Đạt kia. Ơ sao nó lại người nó cứ trôi trôi kiểu gì nhỉ. Ơ trời mày người nó cứ trôi trôi kiểu gì. Bùi ơi đây. Bố lại bú được một sao nữa cơ. Ba mươi lăm phần trăm sát thương. Mời hiếu nhá. Tao sẽ mời hiếu. À Hiếu tinh anh 2 rồi đấy. Ghê không? Xem Hiếu cao tinh anh 2 bao nhiêu sao rồi. Bạn bè Hiếu. Hiếu đâu nhỉ? À thằng này. Ôi đi mẹ nó tiền 1 rồi nhỉ. Ủa thế vậy là nó còn 5 trận nữa lên cao thủ rồi. Ghê mày. Tha cái thằng bố mày tha cốt ngay. Nó có phát rồi. Để phát Oppo à. Thằng này biến. Vào đây. Ơ à, sao lại thế nhỉ. Vậy là thằng Hiếu có 5 trận nó lên cao thủ đấy. Đi mẹ kiếp. Giờ tí đơn đếp cho bố nhá. Bố mới kéo mày 9 trận rồi đấy. Bố mày sẽ đếm từng trận một con ạ. Ông là hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo được vào hồ sơ TikTok Facebook Kim Vân bình luận. Bạn hack như trên live stream nhá. Cho một loại thủ cáo. Mày chơi hack map à. Đúng là như vậy. Đi mẹ bây giờ kéo từng thằng một. Lực hơn là kéo 4 thằng một. Cái gì đây? Đi mẹ mày đừng đừng tranh mít của thằng Hiếu. Thằng Hiếu nó chỉ biết đi mua đi mít thôi. Không tranh. Tranh cái thằng bố mẹ. Thủ quê đó kìa. Bố mày không quan tâm mày là thằng lùn nữa đâu. Đi mẹ cho em nhìn ghê đó nhỉ. Bố mẹ cho em nhìn ghê đó nhỉ. Một con người máy, một thằng cầm xích. Một thằng chuyên chạy. Ôi ôi. Em nhìn ghê quá. À, đánh con gì được ta. Cái này đánh con Joker thì có vẻ hơi khó. Nhưng mà đánh con này đây. Đấy con này đây, đấy con này đây. Vài ô lét. Cái gì cơ? Đấy nó báo gì đây? Còn đéo biết cầm la vi. Đéo biết cầm la vi. Mẹ mày còn ra điều kiện với tao, chả đặt bi nhá. Tăng Xuân Phong. Thằng đéo nào có chửi tao nhỉ? Đánh thì ngu bú liếm do điều kiện với bố mày. Biết mẹ sao con Omega này. You are on the red team.
À, nếu tao không nhớ cái thằng bố mày im ngay để bố mày. Ông nói ánh mắt vào phần hồ sơ TikTok nhá. Thôi bố im vào bình luận. Chết mẹ nó. I never miss a shot. Nhìn nhiều cũng chơi với lộn. Cái gì? Để mẹ nó top top à? Kẻ địch đang ở mùa xanh. Đồng quá. I always find my... Không, bố mày không ra đâu. Our middle lane tower is under attack. Cho lên, cho lên, cho lên. Đúng rồi. Thôi, cho mất tốc biến đấy. Được rồi, mất tốc biến rồi. Mất tốc biến. Thôi. Ngươi đi. Bố mất một con lính rồi đấy. Nó vào cơ bừa, nó vào cơ bừa, nó vào cơ bừa này. Thả xuống bắt đầu. Đi bè này. Thả xuống bắt đầu. Hô thả hết trận cốt nha các bạn á. Hiểu đâu. Đồ ngu. Đánh cho nó chết, đánh cho nó chết. Không liếm được cái gì. Mẹ đèn thế nhỉ. Ôi mất mẹ còn lính rồi. Liếm được cái gì. Má lại đây rồi. Không. Lội bắn cho phát. Đi bảo em mà nào, em mà nào, em mà nào, em mà nào. Không. Mày bố láo. Thằng xuống bắt đâu. Mày bị ngu à. Thằng xuống bắt, tao đéo cho mày vào nữa đâu. Tao nói thật đấy, tao đéo cho mày vào nữa đâu. Đéo cho vào nữa. Và tao đéo cho mày vào đâu. Mày hết cơ hội làm người. Mày từng comment trên video TikTok của bố mày, mày xin. Sao bây giờ mày dở trò nè. Có thể điên. Mày có vấn đề gì à? Điều lạc cây nhỉ. Địt mẹ cái mạng lồn FPT. Hỏng rồi. Địt mẹ cái dập người ra cái này cái điếu gì. Đừng có nói chuyện lát với bố mày. Chỉ có bố mạng của bố mày có vấn đề thôi. Lý do cái điếu gì. Đi má nó chứ. Đi mẹ đèn tê nhỉ. Mà còn cả cứ đánh là lạc. I never miss a chán mê nhỉ. The iron defense line has disappeared. Send in. Bỏ mẹ ơi. Thế đéo được cứ gặp người là nó lại nhảy vàng khe ra cái wifi này. Cô ăn cốt. Má đó chứ. Enemy ultimate. Your tower has been destroyed. Má ơi. Bố mày không lát phát đấy còn lâu. Acquiring target. Đấy người nó cứ chơi đi. Má nó chơi.
Để tao mang nó, để tao mang nó, để tao mang nó. Mẹ nó chứ. Sao mà nó lắc ghê lên thế này. Trời ơi, cái con này. Má con bù đỏ này. Đến tao làm bia, tao làm bia. Tốn mana quá. Còn là anh map vào phần hồ sơ TikTok nha, Facebook in phần bình luận. Phải đáy trên live stream nha, châm bỏ lại tố cáo. Đi mẹ để tao farm tí đã. Ờ. Ờ. Là nào? Sao lại thế? Bố phải lóc qua. Đợi bố phải lóc qua nha. Ôi bỏ mẹ. Đi mẹ. Gặp cái thứ gì này? Ờ. Là sao? À, cái lồng này. Sao nó lại lâu căng nhỉ? Bọn này hạ danh cần tốt tướng à? À đi mẹ thách đấu rồi. À bọn này hạ danh cây cục vàng. Bọn này hạ danh để cây cục vàng à? Cây cục tốt à? Đéo phải. À, đi mẹ chưa bẩn nữa nhỉ? Tiến biệt đấy nhỉ? Cái dân được sao? Đi mẹ này. Thật là buồn cười. Thế là cái đéo nào? À? Thế là cái đéo nào? Biến. Facebook cái cũng lồn Facebook. Đi mẹ là chơi lắm mày. Im để bố với anh Hiếu đó. Văn cái gì đây? Văn Muret nè. Vào đây. À, ác này con quen. Ơ, thằng Văn à? Văn Muret nè. Sao ác này tao cứ nghe quen đấy. Làm đéo có chuyện đấy. Hà biết vụ. À, Hà biết vụ phốt. 4 hack mark bằng. Tao nói thẳng luôn này, đấy là việc của người ta. Và tao đéo phải việc của tao. Nên tao đéo liên quan. Và tao đéo nhắc đến chuyện người ta. Thế thôi, đừng hỏi tao chuyện người khác. Đi mẹ kiếp, đừng hỏi tao. Việc của ai người ấy làm. Đi mẹ thằng kia phá. Bỏ mẹ ai, thằng kia nó phá mất rồi. Lấy PC đâu rồi đây. Giờ nó pick a Murat kéo nó muốn phá nhỉ. Hãy đi mẹ đây là thằng Zana nhỉ. Đéo phải. Đéo phải thằng Zana. Dù còn cạt dù. Không có đâu. Bố mới sẽ cầm AD. Còn lâu bố mới lộ mày nha. Cầm Hazard. Hà lật kèo không em. Đi mẹ có phải nó ông ta. Tao check Zalo phát. Tao nghe cái tên là con quen. Phải nó ông ta. Đi mẹ tao không tin đây. Thằng này là thằng Zana. Nghĩa lại là nó. Ông là hack map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Facebook in phần bình luận. Người yêu. Thằng kia đó. Thằng Tết này nó nói cái gì đây. Người yêu cuộc sống chưa hà. Sao lại người yêu cuộc sống chưa hà. Mày đang nói cái đéo gì vậy.
seconds remaining. Ê Hà, có người yêu chưa? Đi mẹ nó hỏi. Mày hỏi thế có bố rồi, mày biết thế bố trả lời à? Ê Hà, đi mẹ. Bố mày là thế hệ 7X rồi, nên bố mày không dịch được những cái câu như thế. Đi mẹ kiếp. Không dịch được. Đấy là ngôn ngữ của mấy ông mẹ 2X. À, mấy ông 10X, bố mày chịu. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Kiểu vấn đề chưa? Tầm con này một xoáy cũng nói nhậu đi mẹ chứ bỏ mẹ. À ngon, đi với phụ nợ kìa. Ta nhịn bọn thần tộc trên tháp Quang Minh quá lâu rồi. Ta nhịn bọn thần tộc trên tháp Quang Minh quá lâu. À bố gánh. Mày có gánh hay không thì bố mẹ có quan tâm đâu. Đi mẹ nó 2-1. Chơi game mà 2-1. Được mà, đéo quân tử. Không, không ra cho tỉa máu đâu. Nè chiêu. Sai sai cái đéo nhỉ, cài đặt cái gì sai sai nhỉ. Không, cài đặt đúng mà. Đi mẹ nó. Nè chiêu. 2-1 thì bố mày chịu thật. À cày em. À nè chiêu. Đợt ngay còn chìm trước mõm hai thằng kia. Cả gì. Bố mày không ra đâu. À ghê phết. Nè chiêu. Không. À bắn bố mày một phát trụ nó trả lại mày thôi con ạ. Bố mày đến hộ đam mày đây. Không liếm được cái gì. Chó liếm hết rồi. Bố mày lên 4 đời chúng mày ra bã còn. Mục tiêu còn xa. Gấp cũng không được. Mục tiêu còn xa gấp không được. Ôi hàng về. Bố mày tranh trụ. Bố đi ra đây. Ở đi mẹ sao này. Bố mày sẽ neo cả bục phá. Đồ ngu đồ ăn hại. Đi mẹ xe nhau cầm bộc phá. Không rồi. Bố mày chịu, bố mày không vào được đâu. Bố mày không phải thần. Thằng đéo nào nhỉ. Không phải, thằng Zana nó không nói chuyện kiểu này. Thằng Zana nó không nói chuyện kiểu này. Chắc chắn luôn. Người cần đưa ra cái giá tương xứng. Ủa đau thế. Đi mẹ nó chứ. Ủa khỏe quá. Ủa ghê mày. Đi mẹ chú chạy nhanh thế nhỉ. Ủa chịu nha. Chịu nha. Chịu nha. Bố mày không lên được đâu. Thế trận bố mày sẽ kích thằng mít này ra. Thôi 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 dừng này ra. Hai thằng ngu đánh với lại người ta cố lên làm cái gì không biết nữa. Cờ đấy cờ độ tuổi không phải, không phải cờ cờ ấy. Mày chỉ tay đôi mẹ mày chứ. Trời ơi. Điệt ma xoáy như thế là một điêu nào nhỉ. Phải đánh thần hoi mới gánh được trận này. Slayer has been defeated. Thằng support này hết trận cút. Để cho bạn nữa. Chúng ta ở đây để... Support này còn lên vũ trợ là được phép nữa chứ. Mày ngứa đít thế nhỉ. Cái pin lại nhảy đồng trăm rồi đánh cái điêu. Send in the ballista. Nó lại còn phá lính của tao đấy. Đi mẹ thằng này. Đúng một chỗ cắn áo giáp. Mục tiêu còn xa. Gấp cũng không được. Yêu điên mít yêu. Yêu điên nhắm mít chết.
dịch mạch này chóng xa thế. Hiểu đâu, hiểu không? Hiểu đâu? Ở cái địch má tưởng. Về đây biết hiểu. Đi về đây biết. Sao người nó cứ chơi chơi đéo gì nhỉ? Ủa, nó bắn chưa? Địch mẹ Subon này nhá. Nhớ mặt bố mày đấy. Địch mẹ con chó này nó lên. Thế nghe nó tưởng dạo này dày thế nhỉ. Ui này, nó lag rồi. Thế nghe nó lag thế nhỉ. Má cái con xe đi chậm quá. Ơ thằng này sao nó lắm, lấy lắm cái nội tại đâu ra đấy nhỉ? Mẹ con quái rồi ở đâu ra lắm đấy nhỉ? Đi mẹ thằng hiếu đẩy lính lên! Sao bố mẹ sẽ kích thằng đường này ra đã? Để mẹ thằng này. Game giờ nát. Nát cái thằng bố mẹ. Mà nghĩ thằng đéo nó có tiền mua hết cả. Có vẻ phán. Hứa cả đi. Dragon has been defeated. Để mày é ra cái thằng lồn. Địch mẹ support này nhá, từ từ tao ghi chân vào support này đã. Quang như Quang như bốc hơi. Chéo chơi nữa. Quang như 100 địch hãy bút vào đây. 137 Quanh như bốc hơi, gió cho vào nữa. Đi mẹ mày. Lưu lên, lên, lên. Chúng ta ở đây để tồn tại. Cẩn thận của tỏ. Đi mày, Akamade đéo support 5 mạng. Ở đây cái gì? Bố cần farm à? Mẹ thằng kia nó còn lên giáp nữa chứ. Cái mạng này, sao nó cứ đạo này cứ chô con tướng. Bị mẹ cái thằng hiếu này. Chưa một đâu. Dùng chiêu lên cao lên tinh. Đéo nào ấy nhỉ. Support như kiểu rồi. Má cái thằng support này sứ mệnh cứu thế thì nó có, nó dùng toàn linh tai tinh. Bố mẹ cần farm đã. Và đây nó xanh quá. Và đây nó cam auto gần 2k tiền. Đi mẹ kiếp. Nhớ phải nhé, được mấy nhiều ạ. Mục tiêu còn xa, gấp cũng không được. Đi mẹ nó. Không được, không được, không được. Phải đánh cẩn thận lại thôi. Phải đánh cẩn thận lại thôi. Không đánh vớ vẩn này được. Thua mất. Để giành được lòng vô lùi của một ninja, người cần chú ý xe ta một súng hay ate. Chú ý cái con mẹ mà chú ý. Từ từ bố mới lại giết mít cho mày đây. Thấy bố lại giết mít thì hệ nhà đi. Thằng dừng nó nhá, dừng nó, cẩn thận dừng nó nhá. Lấy trụ, lấy trụ, lấy trụ. Nghĩ mẹ mày bắt đầu bố mới khởi sát cái con ạ. Mà không thể ăn bố mày được mãi đây đâu. Đi mẹ kiếp. Né đường nào. Huyết mạch của ninja không dễ bị cắt đứt. Má má nó lạc rồi. Little one, shoot again. Đồng đang bị tấn công. Only dragon has been defeated.
Trời ơi, cái nó cầu từ bao giờ ấy này. Đi mẹ, sao nó có cầu nhỉ? Bỏ mẹ ra. Cậu cũng núp ở đây là cái gì cả. Cái thằng yếu tao đã vào đi về cái đó. Bố mày nói đi về thì mày phải đi về. Vì không thể ở lại được. Ở lại được không đi lên mày ở đâu. Bố phải đi về đó. Để mẹ tao lên xong cái gì mà yêu cái ăn này đợt mà chúng mày dâm bãi hết. Nó đưa nó hơn tao 1.500 tiền rồi. Không có nghĩa là chịu nhục. Gớm nhỉ. Your team has destroyed a tower. Đây rồi, có gì yêu ga đây không? Lẽ đường nào? Thì kèm đi! Bố nào đi rừng đấy nhỉ? Mà thằng này mới thích ảo anh chạm đến thế rồi. Mà thích ảo anh chạm đến thế rồi. Để giành được lòng trung thành của một ninja, người sẽ đưa ra cái giá tương xứng. Đánh lên, đánh lên, đánh lên, đánh lên. Bịt mẹ lên nhỉ. Sao thằng này thằng lồn này nó mới ngồi tin nhỉ. Ôi thua. Thằng chó này sao nó vẫn còn ulti ta. Ta đéo nghĩ nó còn ulti. Đi cái mẹ nó. Dark Slayer, our Slayer Lane Tower is under attack. 138. Your tower has been destroyed. Bốc rồi. Không thua đâu, không thua đâu, không thua đâu. Không thua được. Cái mẹ nó đi. Đi bố mới pha bá thủ nhà đi. Thủ nhà đi, thủ nhà đi, tôi tiếp tục đồng vậy. Thủ nhà đi đâu, thủ nhà đi, thủ nhà đi, thủ nhà đi. Đi mẹ nó mạng cái đầu ngu ấy, bang 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 này nhỉ. Lát mới lôn nhỉ. Mạng đầu ngu ấy cứ lát 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 lát, khó chịu đéo chịu được. Nửa cây, đi mẹ mày. Mày nghĩ mày mạnh hơn bố mẹ không? Của ninja không dễ bị cắt đứt. Thì đâu, thì đâu, thì đâu, thì đâu. Lên 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 lên. Có cái gì đéo gì. Rồi con này mất dao rồi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Phải bắn đầu thế. Về đây, về đây, về đây, về đây, về đây. Dần kia kia vào, dòng, 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 dòng. Mày thằng yếu này. Bí thuật à, sức mạnh bóng tối sẽ cường hóa Shuriken. Địch má rồi, cùng chưa một kìa. Liên hoàn Shuriken. Địch mẹ lên. Địch mẹ chưa một cái lồng hồi lâu tê. Thằng hồi nhớ đừng chết nhá. Chết nhiều rồi đấy. Đi mẹ đứa không chết.
Bỏ mẹ ra chết đúng lúc trời tối như vậy luôn. Ai có bắt ra kịp? Về đi! Đừng chết thời điểm này nữa, bất kỳ công! Mày quá là vẫn giữ được cái tranh cầu. 19 giây tao ra vẫn kịp! Tao ra vẫn kịp! Năm giây! Nhớ dọn lính yêu! Mùa! Tao lên kỳ công rồi! Tao lên kỳ công rồi! Giá cái nào bị bắt bóng rồi! Nó kỳ công rồi! Nó kỳ công rồi! Nó ăn kia! Bị vẻ cho mày lên! Đúng cái đầu người lắm ấy! Thôi nha! Điệp mẹ bốn đứa chúng mày! Điệp mẹ cái thằng lồn kể cứ nôm cái lồn! Điệp có mẹ đeo thằng lồn ở đấy, thằng Murat nó lù lù ấy! Chứ không nào vào! Cho con nào dạy! Dọn con dòng ấy! Dọn con dòng ấy! Thằng khí ra dọn con dòng với nó! Núp luôn cái đéo đi. Bây giờ thì đi về. Thằng khỉ đi lại lẻ lên cái đường trên kia. Cái đường mình chưa lên chỗ kia. Bỏ mẹ. Khỉ cứ đẩy đường đây đấy khỉ. Mày đẩy đường đấy. Thằng hiếu là thủ biết thì tao đẩy lẻ. Thằng khỉ đẩy cánh đấy, tao đẩy cánh này. Thấy nó là chạy, không đánh. Xin lỗi cái mà bố mày. Huyết mạch của ninja không dễ bị cắt đứt. Có cái đầu đuổi bố này. Đúng rồi. Đẩy mình lên. Đẩy mình lên để tao đẩy đường này lên. Để giành được lòng trung thành của một ninja, người cần đưa ra cái giá tương xứng. Bố xanh nó ra kìa. 5 giây bố xanh nó. 2. Dù ăn đi không? Thằng kia chuẩn bị ưu tiên nhá. Đánh đi, đừng chạy. Bố mới sắp tiêu chuẩn cho bạn. Được mẹ thằng này lắm lướt kê nhỉ. Chó lắm lướt thế nhỉ. Sao lại lắm lướt ta? Nó buồn lướt xong nó lại lướt tiếp. Rồi mờ mờ nhá. Làm đéo chuyện không thắng. Bạn đánh danh ghẻ không thắng được cơ mà. Hạng 2. Đánh tới hạng 2. Để mày sao ta nhìn cái ác này nó quen ấy nhỉ. Ta từng chơi ác này rồi mà. Bố mày chơi má cái thằng thành đạt kia. Ô lên mới đây đó mà là gì đâu. Tao đã biết rõ tung tích mày là thằng nào, bố mới không mời mày đâu. Ông là hành ba mình mong Zalo nhá, link Zalo để vào hồ sơ TikTok với bung kim vào bình luận mà hack như trên livestream nhá, cho một loại tố cáo để mẹ lại 007 đó là đây. À mày là cái thằng siêu siêu ấy, xong rồi vào phá bố mày á. Bố mày cho mày cút. Để mẹ mày thích phá không?
Thằng này có phải thằng pháo nhỉ? Tự như là thằng này là thằng thằng đéo nào kìa. Đấy mẹ ơi. Phá thì bố mày lâu bác. Mày má mày. Ai đủ trình bắt đánh bắt tử điên. Đánh đéo bên bắt tử. Chiều like kênh Trùng Trấn Thanh Hà sau nhá. Cho top top nhá. Bởi vì kênh đấy là nó tận 11:30 nó mới mở lại cơ. Mà nó 11:30 nó mở lại thì không thể ấy được. Không thể like được. Mới đăng like kênh này rồi. Cái đéo gì đây. Bố mà đéo quan tâm. Để mẹ đừng mang cái cục hồng, cục vàng dọa tao là cái đéo rồi queo tao làm gì. Nó đéo có tác dụng đâu. Đi mẹ này một thằng cầm 3D này. Đẹp là lắm tanh như kìa. Đi mẹ Giantino à. Yêu cái thằng bố mày yêu. Đi mẹ đánh con ra. Đánh con Volatino chẳng này đúng đẹp luôn đấy. Vấn đề ở bên búa không. Bố phải đi chọn thủ à. Victor. Biến mẹ thì chỉ được cái mõm. Victor này là Victor đi trợ thủ. Chỗ đánh con ma lốc được không nào. Thôi đéo đánh ma lốc rồi. Đi mẹ đánh ma lốc đi ăn thua. Xịt kim. Bố mày sẽ dìu dắt thằng AD để con đường lên game. Mày không bắn được bố ban mày luôn. Ở đi mẹ làm Zana thật rồi. Người cực quen với mày vừa cầm ra ta đó hà. Bố mày đã quan tâm. Bố mày đã nghi là mày rồi. Ta đều nghĩ là mày lại đánh ngu như thế. Đi mẹ cầm con Zata không có tác dụng gì trong game. Bài linh ta linh tinh. Thích thì inbox riêng cho bố mày. Bố mày dạy ra đánh Zata. Trận này bố mày mệt với chúng nó rồi. Thằng đéo có dìu dắt dịu dàng. Không có đâu. Đánh ngu là bốc hơi hết. Đi mẹ ta đồng hòa đã. Bố đánh con Aliku thì đúng thương hiệu luôn. Cả dê cho bụi. Choáng nhẹ. À Alena và Vidoc à. Đây nhờ. Thì mẹ người ra đây nào. Bố chớp. Choáng nhẹ. Tránh xa cái vụ nổ của nó ra. Cái dê. Cái dê cho nó. Đánh thường đi. Cứ đánh thường đi. Cứ đánh đi. Anh hãy một cái nào. Bóp bút ra. Cái gì? Cái gì cơ? Chạy với tao. Ê đéo về nữa ăn lính. Bố đánh con này nó là thương hiệu mày à. Đánh con này đéo về là thua nhá. Chỉ mỗi là không thích đánh con này. Cái gì? Đéo về nữa. We are the candy eye. Đó vậy nữa. Hên vậy. Đi mẹ tốc biến chưa một thì còn hên vậy. Thập nha. Chóng nhẹ cho về. Về đi. Nó bốn thằng. Nó bảo đầu tiên nó vả mày đấy. Tao bụi đây. Tao bụi cho mặt mày. Đờ đờ. Đó. Thôi chạy 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 chạy. Đập không ta chí mạng là phải chạy ngay. Bụt giáp này. Chóng đi. À được. Chóng có một thằng à.
Thằng Seniel này nó đéo quá chiêu gì để chúng mày đâu. À cho bộ nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha, từ từ bình tĩnh nha. À chơi luôn. Đi mẹ trai. Thằng Yêu chưa lên 4 kìa. Thì phải lên 4 rồi thì đi ra anh mày. Đi mẹ Hiếu mày không trụ thế à. Thằng Hiếu mày bị ngu à. Thằng Hiếu chạy kinh không. Ai đây. Bắn chung, bắn chung, bắn chung. Thế leo vào 4 nữa này ông chú. Nháo à. Không có cái gì đâu. À đứa mẹ chặn lính rồi, ghê mày. Chặn lính rồi hả? Dọn cái thằng bố bên kia. Bố bị ban kênh, bố bị cho mày sấm mặt đấy con ạ. Choáng đôi kìa. Cấu gì à, nhẹ nhàng. Ôi đi về đuôi máu quá. Có lên ở 4 mà không đi ganh. Ngứa cả mặt. Đời bố mày ghét nhất với thằng mít ông trụ. Ơi cái gì? Chơi được nha, chơi được nha. Cầm lại kìa, cầm lại kìa. Thằng kia cắt mít cho bố cho bếp thôi con ạ. Lôi. Cứ đánh thằng ở gần trước. Bố mày hồ mày đi cũng không. Quay lại đánh luôn cũng không. Búp giáp cho chạy này. Mày chơi được nó đấy. Nó đảm bảo mày chơi được nó. Mày tay đôi mày luôn nhỉ. Đi mày sao chăm nó lắp cầu này kia. 4 quả cầu cơ. Nó lắp cầu đấy nhỉ. Không sao, cái mạng ghẻ của tao đổi một quả cầu nó vẫn lãi. Mạng của tao đổi quả cầu vẫn lãi. Hết cầu rồi thì làm sao lấy cái gì để chạy. Đi mẹ kiếp. Ông là hành ma bình bông Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, Kim Phần bình luận. Bật hát như trên livestream nhá, cho một loại tố cáo. Đi mẹ. Đi ganh đi Hiếu. Đi biết là mày biết đi ganh. Cái chuột cũng được, còn hơn là không ganh. Không biết nó. Không. Lên đâu. Thì nó hồi máu hơi nhiều ấy. À thì cái bay đi rồi nhá. Thằng chú bên bay công chủ nhá. Quả này công chủ nhá. Thoải mái chủ đi. Đã bay đi là chỉ có mất chủ thôi. Đi mẹ kiếp. Chơi nó mày. Có giải yên tâm. Chơi được. Chơi được, chơi được. Cứ đánh ra gần trước, đánh ra gần trước. Đánh đi. Sao lại chạy, nguyên cái máu sao lại chạy. Điên à. Thằng rừng nó lên đây nhá. Chơi luôn thằng rừng nó nhá. Lính này, lính này, lính này. Không. Bỏ mẹ nó ra kia đồ. Nó đuổi mày, nó đuổi tao đâu. Đi mẹ. Cái đĩa nó lại đuổi tao nhỉ. Thằng danh con này láo thật. Thằng chó này lên dìu. Đi mẹ nó còn lên kiếm Muramasa này. Ui ui ui, mẹ nó múa kìa. Ui. Hào ơi, hào ơi, hào ơi. Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Không sao. Our Dragon Lane Tower is under attack. Bỏ chú ấy đi. Your tower has been destroyed. An enemy. Đi mẹ nó làm được việc kìa. Ôi linh nha, linh nha, linh nha. Our Middle Lane Tower is under attack.
Bố mẹ sai sai cái đéo gì nhỉ? Chú ý phe ta. Thôi thằng nào? Công chú ơi, công chú ơi, công chú, công chú. Công chú, công chú. Có phải đâu, có phải. Có phải, có phải. Chóng rồi, chóng rồi, chóng rồi. Đừng sợ, có phải, có phải, có phải, có phải. Có phải cái này. Không có chuẩn nữa. Bố mày chỉ tranh thủ được hai phát thôi. Công được nha, công được nha. Có ai mới chơi, bên tay phải kìa. Chơi đó, chơi đó. Chơi đó, chơi đó. Công lên mình, có ôn ti, có ôn ti, có phải kìa. Nè, tập lại kìa. Ê, tập lại đây đây. Đã cho lại, đưa, 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 đưa. Điểm đâu. Mất mẹ giải rồi nhá. Nhưng một phát là chút đi. Chóng nhẹ. Đi mẹ chóng trượt. Đẩy lưng lên xem em. Đẩy xin lên xong ép lên nha. Tao lại công ty rồi. À dấu cầu ghê này. Dấu cầu. Ai dạy mày dấu cầu. Ép tiếp đi, ép tiếp đi, ép tiếp đi. Đi mẹ bảo ép tiếp đi, ăn dầu cái thằng bố mày à. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Thằng kia không có làm vào chủ đâu. Chủ đấy, chủ đấy, chủ đấy. Bốn tay công ty, bốn tay công ty. Đánh được, đánh được, đánh được. Đánh được. Đi mẹ hết mana, không đánh được nữa. Tao hết mana rồi. Tao hết mana rồi, đi về, về, về. Xong bật lên cái đéo thì quên mẹ mất. Đó có mẹ trộm băng đây. Bởi vì thằng hiếu lên sách rồi. Đi mẹ. À đừng ai động vào bạn Hà tao. Ghê mày. Đừng mà hôm nay có người bảo kê mình. Kê kê đấy. Đi mẹ thằng kia lên cân 4 cân 5 gì mày. Hiếu đi mẹ. Nhảy vào đây, nhảy vào đây. Núp cái gì? Ép trụ đi. Có ôn tuy, có ôn tải, có tất cả mọi thứ để ép. À đánh nó. Trời nó. Không, bố chưa dùng ôn tuy lúc này đâu. Bây giờ bố dùng ôn tuy này, ép trụ đây. Không, tặng ai đây nữa, khả năng chơi game. Giải luôn. Mười một giây tại là công ty, ép tiếp đi. Cứ ép đi, có bút giáp, có các loại thứ mà. We are the candy eye. Đánh ngay. Kia, cứ đánh đi. Tao đặt tâm lặng rồi mà. Chóng năm. Đi mẹ nó, nhưng mà nó, ấy rồi. Rồi có mẹ mà nào. Đợi nghĩa. Hết mà nào nha, hết mà nào nha, hết mà nào nha. Để tao, để tao, để tao, để tao, để tao, để tao, để tao. Đi mẹ, để tao. Slim đâu nhỉ? Ghê mày. Ê bố nào sang ép trụ với con đây. Mày ép được chơi được, ép được nào được. Ép tiếp đi, ép tiếp đi, đừng về. Thì có linh nữa nè. Có chuyện băng rồi yên tâm. Bố mày sẽ đặt câm lặng ra. Có cụ tổ nó đem vào. Thấy chưa, câm lặng đấy chưa. Nhanh nhẹ một số kim. À tay đôi. Đứng dưới kia, đứng dưới kia. Không ép được nữa. Để con linh kia còn chuyện tâm máu ép gì. Em bớt được này. Không, quả đấy không mất giải được. Đi mẹ giải quả đấy là ngu ấy. Đây, tên này thì mới giải được. Ném nhẹ. Chó ơi, câm lặng một tiếng kìa. Giải luôn này.
buông ra các kiểu luôn này. Buông ra là bao luôn. Chấm nhẹ. Được phải đúng nghĩa là một support chưa? Đúng nghĩa là một support chưa? Đi mẹ kiếp. Tao tự tin là ở đất AOV Việt Nam mày điếc cái nào đấy còn đang cu hay bằng tao luôn. Tao khẳng định ở đất AOV Việt Nam mày chưa bao giờ có thằng nào đánh Oli Cu mạnh của tao. Tinh tế vãi cứt. Vừa có đam này, vừa hỗ trợ đồng đội này. Đi mẹ nó lại không bao giờ cãi hết. Sao lại gáy đánh như thế? Thì phải chân tao đúng chỉ ăn một đớp. Đỡ mà làm gì cả. À sĩ. Để mẹ đúng hà dạo này càng ngày càng tinh tế. Thấy chưa? Đánh Oli Cu mẹ đéo được hạng 1 luôn. À Hiếu hạng 1 cơ. Ô để lạ nhỉ. Đi mẹ Hiếu hạng 1. Không rồi. Game nát quá. Ba thằng cao thủ mà lại để cho một thằng tinh anh hạng 1. Đi mẹ game ngay càng ngày càng nát. Lần mới đây. Ông là hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok Facebook in phần bình luận. Bản hack như trên livestream nhá, cho một loại tố cáo. Đấy mẹ Trung Đức này thằng đéo rồi. Đấy mẹ lại ông cu tổ bù liếm này. Vào đây. Đánh với máy mà gáy. Đây mẹ. Đánh với máy. Ôi để mẹ hết mẹ thuốc rồi. Đã nghèo rồi còn hoang. Thì mẹ ngày 23 hôm nay chứ. Chút sau mẹ bốc hồi. Thì mẹ không ăn mì tôm thì ăn cái đéo. Tao cứ auto mì tôm từ giờ đến 15. Hack thì nói chuyện gì. Solo ra tao không còn bố mày chất. Bố mày chất. Bố mày chất 12 đồ luôn ra nè. Nếu mà để nó con ra tao ra. Ôi trời vô cả. Cái gì? Hút vừa thôi không hại sức khỏe. À bây giờ gọi là Hiếu quan tâm. Hiếu quan tâm tao. Bố mày không cần support. Chỗ này bố mày sẽ đánh một con gánh tem. Đấy là con này. Ô, dùng skin này đâu, skin này nó không phong thủy lắm. Thế mày dùng skin này nó đẹp hơn. À thơ. Tao nói cho thằng S4 biết này. Mày mà cầm con A thơ ấy, mày mà chỉ cần lên một đồ đam thôi, bố mày sẽ cho mày bốc hơi từ giờ đến khi nào bố mày nghỉ không livestream nữa. Được chưa? Cầm A thơ suốt ngày lên giảm hồi máu với lại cái thương. Cái đó thương lòng gì nớt. Toàn làm mấy cái trò vơ vẩn. Đi mẹ A thơ toàn lên đam. Akahi ăn được sấy à. Về đấy. Đến ngay mày mà lên thủ một lần nữa, mày mà lên công một lần nữa, bố mày sẽ cho mày về quá khứ luôn. Bố mày sẽ cho mày thành người âm lịch luôn. Toàn là toàn cái đéo nào. Hết bao tiền mua ác rồi. Đứa nhìn lạ. Bỏ qua những cái đứa nó để hỏi mấy câu vớ vẩn. Bởi vì nó đéo xem tao bao giờ nên nó toàn hỏi mấy câu vớ vẩn. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Đi mày nghèo su. Sao lại đi với nghèo su nhỉ? Là ký SEA Games mà. SEA Games năm nay có bộ của môn Liên Quân Mobile đâu? Không có. À, top top à? Cái gì? Núp bụi để top top. Đố bắn chúng đấy.
Đố bắn chúng. À ghê nhỉ. Đổi mạng cho con. Đổi mạng cho con. Nhưng mà nó ăn mạng đấy nó hơn mình 200 tiền. À nó đĩa hơn mình bao nhiêu tiền đâu. Nó chỉ hơn nó, thằng này nó hơn tao được. Nó ăn được mạng đầu tiên của tao. Mà sao nó hơn tao được có 30 tiền nhỉ. 9 công đầu là phải 200 tiền rồi chứ. Chơi đó mày. Chơi được. Đúng rồi. Ngoan quá. Chạy đi đâu. Cả mày đó. Chạy đi đâu. Đập mít kìa, đập mít kìa. Ai cái thằng bố mày ai. Về mày. Thằng yếu à, mày lại mít không xuống đây là cái gì cả. Mày tỉnh nhìn lính. Thằng yếu có 4 chưa nhỉ. Thằng yếu có 4, chỉ biết thằng mít thôi nha. Thằng mít thôi. Đồ ngu, đồ ăn hại. À đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi. Nó mất chiêu. Đánh rồi, đánh rồi. Thằng này không có chiêu chạy đâu. Mày thấy cái gì? Trốn Hiếu. Đi mẹ trúng trượt. Ôi đời mày ra bã Hiếu. Ui ôi. Bắn trụ luôn. Ôi đời giờ mày ra bã luôn. Tiêm đánh mày chạy. Ghê nhỉ. Tiêm đánh mà mày chạy. Mỗi mình mày lao lên. Mà béo thằng nào lao lên nữa đâu. À ghê phết nhỉ. À Phú Pikachu. À đéo mày. Otaku. Không sao, bố mày trả cho mày một hai mạng. Ê, Hiếu Hiếu, chị bắt được mít rồi Hiếu. Không được nha, không được, Hiếu Hiếu chiều rồi. Bố mày sẽ bắt lại chó này, cái tội vừa lệ ăn bố mày. Đoán ý quá. Đi mẹ là chưa được. Thật lồn này đéo mấy anh có tên à. Đẩy tần chết mày. Đi mẹ. Sao cái bọn này nó dùng chiêu 2 kém đấy nhỉ. Chiêu 2 kém chả thấy chúng bây giờ nhỉ. Không sao nha, không sao nha. Bố mày chết. Thường đứa đéo nào bố mày chấp từ 1 đến 2 mạng. Thường lúc đéo nào. Vào đi tôm. Không vào, bây giờ mới vào nữa. Đi mẹ đó chứ. Vào đi tên. Đúng ngu. Đủ ăn hại. Ngu vẫn lồn rồi. Ngu vẫn lồn rồi thật. Mà đánh con thêm kém á. Quá kém. Đi phải đánh con thêm kém thật. Hiểu đấy mình hiểu. Thêm cái tăng lồn rừng rồi nữa. Đừng về nữa, đừng về nữa. Đi mẹ mất mẹ chủ thôi. Để mẹ người ta đi support cho thì đánh từ liên tí một. Mày đi support thì ngu chó. Kém đéo gì được. Tao chơi hết trận cút nha, đéo cho vào nữa. Ô bố hết tin mày. Thật hết trận. Bố cho mày cút luôn.
Ok. Và bây giờ bố mẹ không cần mày nữa. Khi bố mẹ đã mất niềm tin vào một thằng lùn nào đó thì bố mẹ sẽ tự đi farm. Hiểu không? Hiểu. Cái này bố mẹ đặt niềm tin vào Hiếu. Bỏ qua thằng lùn chưa? Hiểu thằng heo xuôi lên kìa. Hiểu thằng heo xuôi lên kìa. Hiểu thằng heo xuôi lên kìa. Mày lên. Bố mày đã bảo rồi, bố mày không đặt niềm tin vào mày được. Khi bố mày đã mất niềm tin vào mày ấy, cút tránh xa bố mày ra. Con thằng lồn dường hết trận, cút nốt. Đi mẹ mà chơi cái đéo này 24 mày. Đi mặt thằng danh con này, 44. Thằng AD nó mua vết cướp cho thằng AD nó không biết farm. Hiểu thấp hiểu. Thấp tức là chui vào trụ. Tức là chui vào trong trụ ấy. Không dám nổi lính à. Địt mẹ thằng rừng này. Điếu ra điện mít của nó. Cứ phán bác cái thằng bố mày chi. Đi mẹ à, chơi game đi dùng 4.000 tiền đấy cái đéo gì. Đéo bị cướp rừng, đéo bị làm sao. Đúng rồi, đồ đánh hay quá. Đấy mẹ thằng Hiếu đánh hay hơn mấy thằng cao thủ rách. Để mẹ lao tư trên dưới chỉ để ăn con lính. Để mẹ nhìn nó rẻ rách không. Đúng là cái thứ rẻ rách. Cút nha, hết trận cút nha tên ơi. Cút, nhớ cho vào nữa. Đấy thì ngu. Cả thằng dừng nữa. Nhớ cho vào nữa. Nhớ tác dụng gì trong game cả. Đánh thì ngu, mùa đéo nặng vào bù liếm. Để bạn nhìn thằng Hiếu kìa. Nó làm được tất cả những thứ chúng mày đéo làm được. Và chúng mày cao thủ đấy. Nó tinh anh thật đấy. Đi mẹ kiếp. Đúng cho canal rách, chúng nhờ. Đi mẹ chúng cái lồn. Đi cái đờ bùa đánh thì ngu. Bố mày support cho thì biết bu liếm. Bố mày không support bắt là thì quay ra ngu luôn. Tao bảo rồi, chúng mày chỉ bu liếm được của tao thôi. Chứ bản thân chúng mày đánh đéo không được. Còn không đủ được nhà nên nghỉ mẹ game đi. Bắn thằng Minho kìa. Toàn thứ đéo đâu. Đánh thì ngu bú liếm thì nhanh. Còn là hack map đi bóc Zalo nhá. Link Zalo để phản hồ sơ TikTok nhá. Phải vô kinh phần bình luận. Dù rú rú với nhau ở nhà. Nhớ cho tao hiểu. Time to beat your mate.
Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Địch mẹ con này một con trâu quá. Con bà bố. Thấy chủ lực nó cứ đứng nhìn. Nhớ chỉ admin đó này. Thôi bỏ mẹ nó chạy rồi. Được phải thằng Na mấy thằng kia biết rồi. Chúng về. Chúng cái đầu bùi, địch mạnh kiếp. 37 giây kinh công. Nhìn thời gian ra kìa. Nhớ đông cầu đi. Đóng cầu luôn đi. 26 giây. Đấy mẹ ta có ping đó rồi nhỉ. Nó lại tự ping nhỉ. Đi mẹ kiếp. Chơi hạ đây thôi. Swat tạm thơ xuống đất. Kém đâu. Bố có tôi biết đấy à. Địt mẹ kém lồn. Địt mẹ giải đâu. Mà dùng giải cho cái thằng bố này rồi à. Đi mẹ đeo thì giải bao giờ nhá. Chưa thì nó dùng giải bao giờ. Lại còn đi cả. Ôi mẹ nhớ phun cây máu phun cây mana. Sao lại đi vào trong trụ đấy kia. Đi mẹ chưa bao giờ thấy nó giải tao bao giờ nhá. Sảm cướp tật. Ui dồi ôi. Kia ra đi. Đúng rồi. Đừng mơ là gì. Được phải một đống cả công đậu vào thằng AD nữa. Khả năng bắt AD của chúng mày quá kém thật. Thôi đó. Bắn mà này! Bắn mà này! Chúng! Kia chúng kia! Thằng ăn đầu ơi! Tại sao chúng mẹ không chơi nó đi? Cứ để nó ngắm hướng đi ta! Thiếu thì cho biến về đúng không ạ? Bịt mẹ cho mày! Đánh được kia! Đột mã thằng nó chạy nhanh thế nhỉ? Bỏ đi! Phải đéo nào muốn phá mắt này! Đánh ra có một kéo! Để bạn vừa mới lấy kéo! Nó ngu nó vừa ấy! Người đần chán nhé chịu được. Yếu máu thì phải đi về. Được mẹ thế là lỗ người hàng kinh công. Yếu về yếu. Đúng sao người nhé thì mới không bị kéo. Hiểu không? Rồi lùi vào chúng nhà. Cái đĩa thì cũng phải dậy. Trên kênh chat thì mõm như thật. Vào trận thì toàn thằng ngu. À đây 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 đánh gần tôi, đánh gần tôi. Rồi nha, tao phải hồi máu cái. Lên cái công đi. Thằng support này còn mày. Thằng Thanh Hoàng này hết trận cút nên đéo cho bảo nó chụp đâu. Nhớ đâu. Kia! À
Tao lùn. Lên hồ tàu kỳ công. Nhanh lên. Được mẹ cái thằng hồ tàu này. Địt mẹ thằng tên rồi. Mày vòng đường đến bảo bố mày đấy à? Đi ra cảnh giới. Bố mẹ mày nó không ở trong này đâu. Đi ra cảnh giới. Mày không có đam. Đẩy cho ta. Cái điếu gì cũng phải nói. Chán đeo chịu được. Để bố để lính nhá. Ngu. Vũ liếm. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Địt mẹ vào chân. Mày ra lấy lúc nó sau lưng tao. Hả? Ôi trời ơi. Ô thua mất rồi. Nó đẩy nhà thua rồi. Địt mẹ thêm rồi nhá, bốn thằng chúng mày. Thằng Arthur, thằng đầu tiên là phải cút. Thằng tên là thằng thứ hai. Chắc chắn luôn. Láo từ mẫu giáo. Rồi rồi, ghi đá. Trung Đức 6789. Địt mẹ đó. Bố mày ra đi về. Địt mẹ chúng mày còn đánh cái lồn nè. 39. Trung Đức 6789. Thằng tên tên là 140. Đi mẹ đó. Nó thấy người đấy là đi con mẹ nó chạy vòng cho lưng tao chứ. Nhớ mặt bố mày đấy. Bố mày chỉ không ba thằng yêu thôi. Cái thằng lồn rừng cũng cút nữa. Địt mẹ mà người yêu sao tôi xem. Địt mẹ mà đánh thì ngu bú liếm. Láo từ mẫu giáo. Địt mẹ nó có đợi bố về tôi điếu đợi. Lao lên đánh nhau đánh thì ngu. 141. Địt mẹ kiếp. Có mỗi cái việc đợi bố mày về trong combat tôi. Đánh thì ngu cứ nghĩ mình hay. Địt mẹ nó chứ. L Lisa cái đầu buồi gì. Rồi bố ơi đi tên á. Đi mẹ đánh thì ngu đã bú từ đầu trận rồi. Nếu làm được cái gì rồi người ta đã gánh trong phố đồ. Ăn được kinh công rồi. Bắt đầu lên fit. Bắt đầu lên phá. Nếu cho vào thì bảo khinh người. Cho vào đấy. Mày là thằng chó rồi. Cút. Cho tôi vào nữa. Mỗi việc đợi người đéo đợi. Hiếu vào tiếp Hiếu. Mất chuỗi của Hiếu. Mình điên hết cả người. Để mẹ mà đánh thì ngu. Bố mày đã lo cho từ đầu đến cuối rồi. Chúng mày chọt. Bố mày gánh. Bố mày gánh cho chúng mày con đồ. Chúng mày chết. Chúng mày đã ăn được kinh công. Bố ăn đồ chúng mày. Đôi đổi lại. Chúng mày lao vào. Chúng mày combat. Chúng mày thiếu người. Chúng mày vẫn 1 đánh 5 1 đánh 6. Bố chịu ăn không? Cút. Không là hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook in phần bình luận. Từ để ta ban thằng NSH này đó.
mẹ kiếp. Rước cả đi. Đánh thì ngu. Đánh thì ngu, kỹ năng đeo có. Đồ thì cho đến người ta, mà lúc đồ cũng cân 4, cân 5. Không phải cân mới. Cây kia nó bị ban, chiều nay nó mới mở. Thế sáng nay sẽ like kênh này, không chiều like kênh kia. Nóng hết cả mặt. 007 đi AD, 007 đi mẹ, tao nói thế thôi, không cho mày đi AD được. Bố mày đánh Super Sun. Thôi đeo đâu. Nó không phá. Đánh đi. Bố mày đi rừng. Đấy, bố mày đi rừng. Đánh đi. Người yêu sao tôi xem hà ban hết. Bố nó tại còn ban đi, đừng nói là nó. Đánh thì ngu. Mẹ kiếp. Cố một combat. Thằng yêu nó khôn đây, cướp tài nó đeo combat rồi nó đợi tao về cơ. Nhưng bọn kia thì không. Một cái nó ngu. Một cách con người cố gắng bao nhiêu xong bắt đầu phá. Nếu cho vào thì bảo kinh người. Đấy, cho vào đấy. Thôi, bỏ qua trận vừa rồi đi, nó nói nhiều nữa. Bố đi rừng vấn đề đã khắc bọt ngay. Để chị vào gánh á. Thôi con xin chị ạ. Ông là hành map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook ghi phần bình luận. Đi rừng mà mang giả kim mà, đúng ngu. Đi rừng hay đi đâu thì vẫn mang được hết. Muốn phải giữ bờ săn mà mọn nó ra. Kiểu gì chặt chúng một em. Đó, chúng thật. Chúng em tiếp theo này. It's not about the target. It's about the grouping. Kìa. Cướp đi. Cướp đi. Sang mà cướp. Sang mà cướp. Mày thích tay đôi, bố mày sẵn sàng tay đôi mày luôn. Đánh nó. Bố mày có trùng trị. Mày không chạy được đâu con ạ. Mày nghĩ bố mày yếu như thế mà mày sẵn cướp á? Không có đâu. Ra mà cướp. Đấy mẹ quay. Bắn nhẹ một dư bờ săn. Được mà chính ra con giòn này đi rừng mạnh hơn là đi lên. Dùng chân lên, dùng chân lên, phán trung lên, phán trung lên. Thằng này thấp nha. Không đòi nó ra ba đấy con ạ. Má nó cái tường. Có nạn không? Ôi thằng Superman đời mà ra ba con ạ. Bố mày bắn nhẹ một dư vừa săn. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Sao đến núp? Còn đến núp có tác dụng thả chó. Thả chó. Để cản chân nó lại đúng không? Vắn nhẹ một dư bờ săn. Trời đó. Cái gì đây? Ok, hàng đây, hàng đây. Trừng trị, kéo cho về. Đâu lên đi.
Bố mình nghe nhẹ. Hồi chịu nhá, đừng quên cậu vô đó. Bố về phòng này. Cái gì? Bố mày ăn máu đã. Bố mày không còn bùa đỏ nữa mà cướp. Bố mày cãi hết. Rồi cháu nào cũng có phần hết. Đồng lên, đồng lên, đồng lên, đồng lên. Đừng xích nữa. Không ai được đang lên là xích. Khổ lắm người. Tao đã bảo không ai được đang lên là xích. Xích nó lại. Xích cái nào được. Mẹ chứ nhỉ. Chỉ tạo tôi cơ. Mày điên à? Mày có vấn đề gì không? Ăn tao. Băng vào trụ để ăn tao. Băng vào trụ để ăn tao. Cái gì đấy? Mà đang nghĩ ra. Rồi bố phạt thì đã. Bố mày dư nhẹ bờ xoăn lần này phát. Đó, cái gì chặt chúng. Chưa cái đĩa nó được. Chưa có đam. À ghê nhỉ, cướp bóc. Không. Không được đâu, đam nhiều quá. Nổ nó mẹ xích đấy. À, tay đôi. Bắn nhẹ một dư bờ xanh. Cho nó lại xích lại, đúng rồi. Ngọ giỏi quá. Đi mẹ mỗi tội tao không phải là thằng ăn mạng rồi. Chủ đề, chủ đề, chủ đề, chủ đề. Thằng này có xích. Nó xích tao nha, nó xích tao nha. Đó. Chơi nó. Để mà xích tao này, xích tao này, xích tao, xích tao này. Bố mày định đẻ chiêu thức của mày cơ. Bố lao nó quen. Bắn nhẹ một dư bờ xanh. Trượt. Ôi đéo ăn dòng đâu. Farm đánh ngon hơn. Nó hánh ba mình bóc Zalo nhá. Link Zalo là phần hồ sơ TikTok. Mày bốc lên phần bình luận đi mẹ phán gì á. Ít ra phải có cái thanh kiếm. Đã bên này, đã bên này. Hiếu lên trên kia ra với nó luôn nha, Hiếu nhá. Hiếu lên trên với nó đi đâu. Harlan là con gì? À Helen. Đi mẹ chữa Helen Hà Lan nữa. Mày cướp thật. Tấn công chính tịch Harlan. Helen mà nó dám bảo Harlan. Bố mày cần farm. Lột xúc nó lên kìa. Bắn nhẹ một dư bột tan. Bố mày giờ này bố mày sẵn sàng bố mày tay đôi mày luôn được chưa. Thằng tay con. Ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Một thằng level 7 mà nó đánh một thằng level 9. Mày đã nghĩ ra. Thằng mất xe, mất, mất đây á. Mất xe đó. Đi đá PS không á? Không. Môn thể thao nó nên thể thao dành cho người giàu. Tao chịu đâu có tiền. Cái gì? Đau chưa? Má là gì? Đánh đi! Nó không phá! Do mày không hiểu ý nó thôi! À, đớp! Không đớp được. À, không về à? Ghê đấy! Không về thì... Đố mày hút được nó đấy! Xúc!
Bố mày confirm nè. Từ từ mày chín. Đâu có con đó. Đưa lại bùa xanh tao rồi. Thôi đớp mấy bùa xanh tao rồi. Thôi xong. Để mày lên con này. Cho đớp bùa xanh tao nhỉ. Nói kì công kì hiếu. Bắn nhẹ một chiêu bùa xanh. Chúng ta. Đây rồi. Hai đồ đây rồi. À ghê phết nhỉ. Rồi bố mẹ ăn bùa xanh quá. Thì phải đâu đi dừng ra đâu. Ra cái bùa xanh quá. Cho mình này giờ rồi cái mày. Ủa thật cái gì á, đang ăn rồng rồi hô cái gì. Đi mẹ này, con này đi dùng đúng farm nhanh hơn tất cả các con quá. Farm nhanh hơn cả con Phoenix quá. Bố mày không lên được, bố mày farm đã. Lấy đồ đi dùng quá. Nhìn đây. Bố mày chỉ cần lên một mảnh chiến giáp nhỏ thôi là bắt đầu đầu chúng mày ra ba. Đấy rồi. Bắn nhẹ một view và săn. Đau chứ con. Ui xấy nhẹ. Đây rồi, bố bên đây đây rồi. Hiểu đâu. Một thằng. À đánh đồng đội tao. Đánh đồng đội tao. Bỏ mẹ ơi. Ê à, thằng kia xích ai cũng được. Đúng ngu. Lại còn đi chọn người xích thì ngu vẫn lồn thôi. A à, bướng nhỉ. Ô bố chịu nha, bố đi về đây. Ôi mạnh thế này á. Bao tiền rồi ta? 7k5. 7k5 tức là tao thằng rừng nó 2k5 tiền. Ô sao đợi chúng mày ra ba cân năm lên cân năm đéo nói nhiều nữa giờ chỉ có lên cân năm. Thế gì con xích đi. À đây đây, đây. Vừa mất kêu ai chứ gì. Đi mẹ thằng kia. Cứ ấy để cho nó con chim nó bật với người tao. Đi về farm mày. Buôn đồ bố nói chuyện chúng mày sao. Cứ để nó bật. Đi mẹ thằng nào đớp cả bùa xanh này. Bắn nhẹ một view bùa xanh. Farm nhẹ đó. Tối nay ăn kinh công mất. Tao đố con nào đi rừng ăn kinh công nhanh mà con giòn này. À mày không biết sợ à. Thả nhẹ một chiêu một để đuổi người. Không bố mày lại không ăn nữa. Bố mày bắn mày đầu tiên cơ. Bố mày bắn mày đầu tiên cơ. Bố mẹ nó xích. À thằng xuống nó xuống nha. Đánh đi. Xuống nó xuống nha. Kìa 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 kìa. Một thằng. Thằng thứ hai. Ê đây 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 đây. Mày ra đây. Thằng thứ ba. Đuổi. Làm ơn đuổi. Chúng nó chạy nhanh quá. Chúng nó chạy nhanh quá.
chúng nó chạy nhanh hơn tao nghĩ. Chúng nó chạy nhanh hơn tao nghĩ thật. Đi mẹ nó. Ra đây. Lần này thằng đéo nào cũng thế thôi. Giáp thúng cổ là ghê nhỉ mày. Xin lỗi yếu nha. Thật không lên được. Kìa. À chẳng là mất xích. Được chung cơ đánh đi được chung cơ. Được mẹ lại xích. Cái tên là cụ mẹ. Thằng này phá. À ok 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 ok. Tôi nhát tôi thôi. Tập thành tốt tô 100 bao nhiêu nhỉ? 142. 142 tập thành tốt vô. Ta để ý support nó, support mình, support mình nó phá. Tập thành tốt tô. Tức là tập thành bất thôi. Đi mẹ mày. Đi mẹ thằng kia lên giáp thông khổ, mẹ lừa. Thằng Hiếu trận này đánh hơi kém nhá. Chạy mẹ support đi. Đừng đánh thằng support, thằng support nó phá rồi. Bố mới cần farm á. Đây đây tao farm đi, tao farm đi. Đi mẹ trời tối được rồi. Nhanh ngơi. Đi mẹ mày ăn quả bùa đậu, quả mày ăn quả bùa xanh của đấy tao cho bốc hơi luôn Hiếu. Kệ cho thằng kia nó phá đi. Kệ cho nó phá đi. À, xuống ơi, xuống lên được trên, đẩy xuống ơi. Lên được trên đẩy đi, kéo người nó ra mày. Đồng quá, cho bụi đồng vãi tuốt ra. Không chưa. Xuống đẩy xuống ơi. Giỡn được rồi, xính mày ngay. Tao phải không lên kịp. Giỡn có tốc biến. Bỏ. Tại nếu có tốc biến phải có tốc biến thì ngồi. Kinh công đi. Anh nhanh anh nhanh anh nhanh anh. Thằng kia vào nhanh ngồi ta. Bố mẹ anh nhanh lắm. Đi con mẹ nó chứ. Lồn đen đấy nhỉ. Về đây. Về đây, về đây, thủ được, thủ được, thủ được, thủ được. Thủ được. The enemy infinite slayer is pushing. Thủ được. Chém nó ngu, thì phải thằng rừng nó chưa ra mà nó thả lính à. Thả rồng. Tay trái nha, hiểu nha. Thằng có men tay trái nha. Mày em chứ. Không được. Cài cho nó chết đi. Cài cho nó chết đi. Bố mới cần farm nữa. Bỏ cái chuối đi, bỏ cái chuối đi, bỏ cái chuối đi, bỏ cái chuối đi. Bỏ cái chuối đi. Đừng sai đâu ta. Rồi hết lính rồi. Không phải tôi. Điệt mẹ vừa lấy quê không để mục tiêu. Ui dồi ôi. Đi mẹ nó. Sai sai cái đéo gì nhỉ. Hiếu đột biến lên Hiếu. Nhưng mà phải đợi tao mới đột biến được. Không đột, không đợi tao không đột biến được đâu nhá. Thủ trong nhà đấy, thủ trong nhà đấy, thủ trong nhà đấy. Thủ trong nhà đấy. Địt mẹ thằng này nó lại tung biến với lồn. Kìa 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 kìa.
Ôi mi đi. Địt má cái thằng này. Cái này xuống rồi đấy. Đéo được rồi thằng xuống, đéo chơi lại được thằng kia. Mày đẩy nó về đâu? Bỏ đi cũng đuổi nó nữa. Bỏ đi cũng đuổi nó nữa. Mẹ luôn. Để mình xem nó dày quá. Chạy ta, tao sấy một phát thằng kia nó không ấy nhỉ. Số 7 mày đẩy của ta cái đường kia lên cái. Đi mẹ đánh giờ thì không nổi đâu. Nó xích mày đấy. Ok, rồi cho bắt được thằng kia. Đánh được kia, đánh được kia. Lên. Mày phải nhanh lên. Mày còn chưa ai cơ mà. Bố mày hồi cận đầy cho máu à. Nhiều lắm rồi, nhiều lắm nhiều. À lão với tao. Lão với tao. Đúng, số điện thoại đây đấy. Ông là hành ma bình bóc Zalo đấy. Link Zalo để vào nội soi TikTok, Facebook in phần bình luận. Bạn hát như trên livestream nha, cho bỏ lại tố cáo. Đi mẹ. Mày quá, thằng Zana nó vào trận này, không trận này tao đéo biết thắng kiểu gì nữa. Mẹ support, phá cái thằng bố này chứ. 34% đam, 194.000 sát thương. Đủ mẹ nó. Ông là anh ma mình bóc Zalo nhá. Link Zalo để vào nội soi TikTok, Facebook in phần bình luận. Đi mẹ lại Sato Sen. Sato Lồn. Điếm. À quay vào rồi à. Thôi xong. Đi mẹ. Quay vào cánh thành à quay. Đầu cuối có một người gánh tự tăng nữa. Quay vào cánh tanh à? Đời đéo quay phải khổ cái mày. Ông nào hành mát thì bóc Zalo nhá. Link Zalo để vào nội sơ TikTok, Facebook in phần bình luận. Bạn hãy như trên livestream nhá, cho một đoạn tố cáo. Quay vào cánh thành. Ghê đấy. À thế trận này bố mày đéo phải đánh con cánh tem rồi. Trận này bố mày sẽ đánh follow tilo. Ôi ôi. Gắn cờ do gây ngữ thù ghét và hành vi thù ghét. Phiên bản like của bạn có thể tiếp tục bị buộc dừng nếu còn vi phạm. Thảo mòi. Không chửi nữa. Từ giờ sẽ im mồm. Từ giờ sẽ câm như thóc. Không nói gì nữa. Bạn chiều like kênh kia lo gì. Ôi không chơi. Không dạy. Cái gì nó có giới hạn của nó thôi bố ạ. À. À có Zuber eo su này. Đó ban là sấp mặt đấy. Đừng để cho thằng kia bắn eo su. Thằng kia bắn eo su cũng bắn một năm cũng trúng. À eo su với tao. Ghê đấy. Ghê đấy. À không lấy eo su à. Leo sụt thôi. Không lấy tao không lấy. Không chửi bậy nữa nha. Chửi bậy bay cây đấy. Vừa ăn quả cờ. Thù ghét cái gì à. Bố mày sẽ im như thóc. Hiếu mày tố cáo tao phải không Hiếu. Hiếu. Có phải mày tố cáo tao là cái ngôn ngữ thù địch phải không? Hiểu? Có phải không? Tao kéo mày sao mày lại tố cáo tao?
seconds remaining. Chơi game rồi tôi cao nhau. Chào anh Bi nhé. Chơi game cứ chỉ lừa lừa tôi cao nhau. Cái gì đây? Cụ tổ của ngành ngắm bắn. Ơ thế tem nó không có mít à? Thế tem nó không có mít nhỉ? Bướng nhỉ? Ông là hành ma bình bóc Zalo cho link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhá, Facebook in phần bình luận. Bản hack như trên livestream nhá, cho mọi loại tố cáo. Cụ tổ của ngành ngắm bắn thằng John đợi đấy. Tính dạo này hơi mẹ dặn cân năm. Cái gì đây? Cái gì? Các bạn vừa lấy con John, ta để mục tiêu sai rồi. Ta bắn với rồi. Ta thấy nói chuyện với môn thú còn dễ hơn với con người. Mấy ông để ý nhá, nếu như mà nó sập ấy, mấy ông chịu khó sang Facebook xem này. Ghê mày. Ghê phết. Ra đây. Ra đây. Ra đây. À, tay tôi. Tay tôi. Ra đây tay tôi này. Tay tôi. Ôi sao ông đời mà ra bã con ạ. Ôi sao. Biến về ha. Biến về hả? Biến về. Biến về với tao. Biến về với tao. Biến về đi. Khu Hoàng Hà 0503 kênh bị ban một tuần rồi. Hả? À Gilbert săn tao. Cái tao nên Gilbert săn tao. Thế thì Gilbert. Ủa đau thế. Thằng dây con Zana. Dạo này tại sao nó lại thích con đánh con Zana đấy nhỉ? Là khi có ai đó đợi chúng. Cái gì? An ally has been defeated. Ủa chưa. Our middle lane tower is under attack. Has been defeated. Ra đây. À, điếc không sợ súng. Láo. 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 Ủa chụp nhẹ nhá. Nhìn nào cho ta này, nào cho ta này. Thế mà nó khôn quá, nó chạy về mất rồi. À Zuber săn tao. Có bố mẹ đây không phải sợ bố con thằng nào hết. À gấu di chuyển để lấy lợi thế cho tem. Bố mẹ xin nhá. Không đớp được cái gì. Đồ ăn hại. Đó. Có hiểu thế nào là hà cơ hội không? Tại tôi luôn. Bực. Ôi giời. Mày nào. Adaptable kill. À quên mua ác vết nhỉ. À vì có vẻ chọc chọc. Có vẻ chọc chọc. Chọc buồn. Bấm với tao. Bấm với tao chỉ có ăn viễn chi kích. Đó đấy, thằng John, thằng đố John trận này được mò mặt ra khỏi trụ ấy. Một số người đã... Thằng Zana nó lên đồ, nhìn thằng Zana nó lên đồ. Thằng Zana nó lên đồ thế này để nó bay nhiều ấy. Ra đây. Bắn nhẹ một viên chi kích. Viên thứ hai. Là ăn bố mày này. Không. Ôi má chúng nó. Mà nó không mất máu. Không. Ôi mẹ cầm thần quang mặt đau thật. Thằng John này như nó vẫn chưa hiểu vấn đề hay sao nhỉ. À Gilbert săn tao. Không. Đấy là thằng John. Thằng John bây giờ nó còn chưa hiểu tại sao nó bị ăn nhiều viên chi kích thế. The iron defense line has disappeared.
Không. Rồi. Để mẹ giòn. Còn hàng giòn nó đi về mất rồi. Đấy là chưa có anh thôi. Còn anh bố mày sẽ nói chuyện với mày sao. Giòn. Không, thằng này nhiều máu. Thằng nhiều máu quá. À dê mày. Con trời bằng vung. Đánh nó. Mày có tin không? Bóp hồi. Ê chết nó mày. Nó không mày đâu. Nó không thể mạnh bằng tao được. À cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái ít của tao. Cái ít của tao. Ông nói hành ma bị bóc Zalo chứ. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok nha. Facebook in phần bình luận. Nó thật sự là. Nó đéo thích đánh con này. Đánh con này gánh nó mạnh quá. Bắn nhẹ thôi, viên cảnh cáo mà thôi bắn trượt rồi. Hiếu địch ta ép. Có auto ngắm trúng được không? Kỹ năng đấy bố ạ. Kỹ năng cả đấy. Sao lại gắn cờ rồi? Ai nói gì đâu. Không ai nói gì mà cũng gắn cờ nhỉ. Chạy nhanh thế. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh đấy. Đố mẹ được nó đấy. Bố ba con bùa xanh đã. Ông là anh ma bị bóc Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok với Facebook in phần bình luận. Ô mẹ thằng này đi top mãi cho lên chú này. Thằng Quay. Thằng Quay trận cút nhá. Để cho vào nữa. Ta thấy nói chuyện với môn thú còn dễ hơn với con người. Bắn nhẹ. À tạch đi. Mày nghĩ bố mày sẽ sao mày không? Không. Không có trở ngại nào trước họng súng này. Không. Đã bảo không cơ mà. Không. À chạy nhanh đấy. Chạy nhanh đấy. À nháy đèn. Thằng giòn nhìn thằng giòn này. Mất khả năng chịu ơ. À tay đôi. Mày ao mày hằng mấy cao tiền mày dẫn tay đôi với tao. Không liếm được cái gì. Hiểu xuống không? Hiểu xuống không? Gọi nguyên cả một tem tuyển vào kéo Hiếu lên cao thủ. Hiểu xuống chưa? Mày đặc ân hơi nhiều đấy nhá. Chạy đi đâu? Cái tay đôi. Cái đéo là tao hay ưu tiên những thằng tên Hiếu đấy nhỉ? Thật. Anh quay em xin, anh quay đây. Em xin. Thằng AD. Thằng AD. Hiếu. Thôi không ăn được để bố. Thằng AD. À tay đôi. Tay đôi. Tay đôi. Này top top này vào đây mà top top này. Ghê quá. Ôi đồ là diêu bờ săn. À không, tao kia còn 11 giây. Gọi nguyên một cả tem tuyển và chỉ để kéo Hiếu lên cao thủ. Mà tao không nhận của Hiếu một xu nào nhé. Cái gì đây? Ôi đi về ở diêu bờ săn tao đấy mẹ. Này bắn nhẹ cho một viên này. Trúng nhẹ. Phải chưa? Thằng Adami yêu máu. Ui ôi, chấm máu kìa. Ở quay mê cao quay. À thôi quay hết đường với cả. Máu láo. Tuyệt mới đây. Ông nào hành ma mình bóc Zalo nhá.
link Zalo để bản hồ sơ TikTok, Facebook, in phần bình luận. Bạn hack như trên livestream cho một loại tố cáo. Yêu ai Hiếu đấy nhỉ? Hiếu lên cao thủ chưa ta? Hiếu lên cao thủ chưa nhỉ? Hiếu bú chắc gần lên cao thủ rồi chứ. Lên cao thủ rồi, cho xem Hiếu lên cao thủ chưa. Đời Hiếu chưa biết mùi cao thủ bao giờ. Sẽ kéo cho Hiếu lên cao thủ. À, tao sẽ kéo cho Hiếu lên cao thủ. Giọng nhà quê. Tao có phải ở thành phố đâu. Tao nói thẳng luôn, tao ở trong một bản luôn. Nhà quê cũng được. Tao chưa bao giờ tao nói là tao người thành phố cả. Và chưa bao giờ bố mày mẹ nó xấu hổ vì bố là người nhà quê. Cho lỗi chạy bên nhá. Cho Vũ Thanh. Thanh gì đây? Thanh Nguyên. Không kệ nó nói nó. Nhà quê thì làm sao? Mày ở đâu Thanh Nguyên á? Tao Định Hóa. Chơi mà hack map biết làm sao được, nghề nghiệp mà. Ông là hack map inbox Zalo nhá, link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, in phần bình luận. Bạn hack như trên livestream nhá, cho một lời tố cáo. Thằng nào cầm AD đây? Hiếu Kitsy đi Hiếu. Kitsy. Bố mày sẽ cho mày lên top miền Kitsy. Không làm sao được. Không thua được. Em chào anh thưởng. À ghê nhỉ. Bố lại bắn eo su tiếp. Quên không dám Polotilo hả em? Thằng Zana ra mới đánh Polotilo đâu. Đừng để cho nó đánh. Ôi Hào ơi. Ôi thế thằng Zana mày đi rừng mày cầm con nhiều đam thì hơi thiếu đam rồi. Cho Xuân ra rồi tê nhá. Tao Phổ Yên rồi. À Batman. Mới đánh Batman ông bố. Skin nó không phong thủy đâu. Skin nó không phong thủy đâu. Không skin nó mới phong thủy. À đổi. Đòi đổi với tao. Không có đâu. Cháu Nguyễn Ngọc. Ngọc gì đây? À, cháu Nguyễn Ngọc. Kệ nó đi. Bỏ qua cái thằng mà nó bảo nhà quê là cũng đi. Nhà quê thì bố mày cũng chả xin thằng nào. Bố mày tự làm tự ăn. Ta có xin nó đồng đéo nó đâu. Phân biệt đồng đéo. Đời đéo phải khổ quá. À Lữ Bố thì dừng kìa. À Mimi. Cái gì? Bố mày cho top top mà phát nè. Cho top top phát nè. À, ZK Way. Ta thấy nói chuyện với môn thú còn dễ hơn với con người. À, thằng này không dám lên à? Sao nhát thế? Chơi game nhát thế. Bọn này cả AD chắc tự tin lắm nhỉ. Thế thì bắn nhẹ đâu phát tiền cáo. Ôi, thế mà trượt. Dù trong cho tàn, hoa vẫn... Cái gì? Tay đôi á? Tay đôi á? Né đi. Bỏ mẹ rồi, chạy thôi. À xin lỗi. Ui dồi, nhẹ nó cũng phải được chưa một này. Tay tao dính quá, rồi tao lau cái tay phát. Tay tao đang dính, tao lau cái tay phát. Rồi tao lau xong tay rồi. Đây tay tao ướt rồi. Vừa quẹt tí mồ hôi cho tay nó trơn. Khổ lắm, không phải kịp chiêu một. Chú ý nha, thằng dừng phá nha. Ta thấy nói chuyện với môn thú. À, yêu bé mai này.
Chứ bố phải đổi ta tên là yêu bé quay nữa. Ta phải đổi tên là yêu bé quay. À chửi bậy à. Chửi bậy. Ai có dòng không? Dòng lên tí đam. Chửi bậy à. Vẫn còn muốn núp. Đau quá. Đau quá. Ai ghê nhỉ? Bọn địch cầm má. À bọn nó chửi nhau rồi. Bọn nó chửi nhau rồi. Super. Chơi game mà chửi nhau. Yumi. Yumi. Where Yumi? Where? À, tức là con robot này nó không ôm thằng AD nên là AD cay. Chúng nó set lớp với nhau thì đương nhiên chúng nó phải ôm nhau rồi. Thằng AD loại ra, ta lại cho nó về luôn. Quay việc mày quay. Ôi đau quá. Thằng AD nó không nhìn cái mặt dự trụ bây giờ ấy à. Nó lại như vậy, kiểu gì nó lại còn chứa số bóp tiếp cho mà xem. Wow, vẫn sẽ mọc lên. Đau quá. Đau quá. À, tay đôi. Tay đôi. Hết đây, anh ngắm, anh ngắm, anh ngắm. Hết ngắm, anh ngắm. Ai dây mày. Vào đi qua. Đúng rồi, đẹp quá. Giỏi quá. Quay giỏi đấy. À, mày coi. À, nhầm. Trượt. Yêu mi. À, cái chúng nó cho chúng nó chỉnh nhau. Cái chúng nó cho chúng nó chỉnh nhau. Yêu mi. Cứ yêu mi rồi. Cái gì? Ôi dồi. Ở chiếm nhau, chiếm nhau quay. Nó sao tương chuẩn mẹ. Ghê mày, thì làm gì? Quậy, thằng kia nó đây rồi. Lại yêu mi. Chơi game bớt sợ dùm. Quậy nó chửi tao. Nó bảo chơi game bớt sợ dùm. Đã thêm 40 khối máu mày luôn, được chưa? Yêu mi. Hack map còn. Đi về sao nó biết ta. Thằng nào nói gì đây? Thằng nào nói gì đây? Cái mẹ có nói gì đâu mà tại sao nó biết nhỉ? Suốt ngày cứ phải yêu mi thôi. Đau quá. Đau quá. Đi về à? Không có anh map đâu. Đau quá. Chơi đi. Không. Cứu tao. Cứu tao ơi. Top top à. Ai là top top? Thằng nào tóc tóc ơi. Yêu mi. Thôi. Tao không yêu mi đâu. Để cho bốn là kia yêu tập chịu ơi. Yêu không nổi. Chỉ cần tao giương súng lên thôi. Chúng nó sẽ bỏ chạy trong sợ hãi. Hết gục giáp ra, chờ nó hết giáp á. Bắn nó khí đạn. Nó sẽ bắn trúng rồi mà. Múa nè. Múa đi. Múa đi em. Chết rồi. Ủa đau thế. À, tay đôi. Tay đôi. Múa rồi. Tay đôi. Triple kill.
Ở đây. Má nó mày gà thật. Tí mẹ nó mày gà. Không có đam. Bỏ mẹ. Hiếu nhất hiếu đấy. Gọi nguyên cả một cái tem tuyển vào chỉ để cho Hiếu lên cao thủ. Tí mẹ. Và ta thề sẽ bảo vệ vùng đất này suốt đời. Đuổi tao. Yêu. Nhưng mà Hiếu ơi, anh nói thật với chú là khi mà anh đã lên cao, chú đã lên cao thủ rồi ấy, lúc đó anh sẽ đổi người, anh đéo kéo mày nữa. Kéo người khác. Rồi pha một con này. Ông nào hack map thì bấm Zalo nhé. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhé, Facebook in phần bình luận. Chẳng nhẽ mùa này kéo Hiếu lên chiến tướng. Cái gì? Nửa cây. Cái gì? Về bài. Bỏ mẹ nó rồi. Thế này thì nó nòn mất rồi. Ai vô này? Vậy. Ô quên đi, nhanh chắc cái, Cây, tay tao. Bố phải check ra xem có phải idol top không. Yumi. Đã biết mi đứa nào luôn. Check cho mà. Tôi xem mi này là mi nào. Mi sói à. Ông là hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook in phần bình luận. Bạn hãy như trên livestream nhé, cho một loại tố cáo. Mi này là mi nào đây? Mi à, không phải top à? Thằng này cũng không phải top nốt. Toàn bọn vớ vẩn thôi. Hiếu lên cao thủ chưa nhỉ? À, Hiếu đã cao thủ. Thôi, Hiếu cao thủ cho thằng khác vào. Một ông nữa. Để mẹ tao phải chết một thằng nào nó. Không, thằng này không được. Tao phải cần thằng nào đánh có nhiều thời gian nữa. Không, tao thủ này không. Không, thằng này không. Cần một ông nhìn trông mặt nó đẹp trai một tí. Phải đéo từ đây. Mày không có thời gian chơi đâu. Cảnh không hợp lý á. Không. Chỉ mày kiếm thằng nào nó đẹp trai tí nhỉ. Chỉ mày thằng này xấu trai quá. Một ông nữa. Để bố. Bố mới chết thằng này. Facebook Nguyễn Duy. Không ạ. Đi mẹ, sao bây giờ ta lọc người theo ý định của thằng Zana. Đi mẹ. Thằng nào? Tóm lại là cho thằng nào? Kiếm gái danh tiếng Anh khó vậy? Không à? Ok. Đi mẹ kiếm một ông thôi. Một bạn gái vào. Bé Hùng cái đéo gì bé Hùng. Vẩn. Còn một bạn gái. Bạn chỉ ăn mới vào đúng thôi. Không phải đánh. Tưởng đi mẹ xin một bạn gái. Còn mấy ông đàn ông buổi chiều đi. Xin một bạn gái. Đi mẹ cái gì đây. Cho thằng nhiều skin vào á. Không. Ở đây rồi. Châm anh đây rồi. Đi mẹ mình sẽ khó người đấy mày. Ở đây rồi. Cái đi. Lại không. Có cho không.
Thì nào bây giờ mình cứ cho này bây giờ. Đi mẹ mày, nhanh đi, không có nhiều người đâu. Đây rồi. Đây. Nhưng mà nó lại là đâu? Tuấn nào? Tuấn nào? Thằng Tuấn là thằng Tuấn nào? Tuấn này á? Ông nào tên Tuấn đấy nhỉ? Ông nào vừa tên Tuấn đấy nhỉ? Ông nào tên Tuấn bảo lại cái? Tên Tuấn à? Đi mẹ cần một ông tên Tuấn. Bây giờ nó đéo vào kịp đâu. Thôi vào đi. Rồi Kim Ngân. Ok vào đây. Trận này bạn Kim Ngân không phải làm gì cả. Để bố thằng Hà vào. Tao đéo vào đâu á? Đi mẹ. Ở đây cánh Kim Ngân nhá. Trận này chỉ ăn với cánh Kim Ngân thôi. Cho Kim Ngân chọn lên trước. Kim Ngân đi dùng Kim Ngân. À để Kim Ngân đi dùng này. Ông là hành map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok. Đúng, Kim Ngân chỉ ăn mới đứng, không phải làm gì cả. Cho Kim Ngân đi dùng. Anh làm tí không em? Anh làm tí không em? Thằng ấy mồm ngay. Bố phải cho bốc hơi đấy. Kim Ngân đi dùng không với em. Bố láo vậy. Càng ngày càng láo. Em không đi được. Em không đi được. Em cứ đi bừa đi. Em đi bừa em cũng thắng. It's your turn to pick. Mày cầm con này ra đi dùng với tao. À quên, cầm Ali đi dùng đi. Cầm mẹ Ali đi dùng cho mạnh. Giác cũng kén chọn. Kén chọn cũng được. Đi mẹ kia. Quay 2k5 mà quay. Mày 2k5 chắc tao 2k10 quá. Đúng rồi, cứ đi dừng đi. Tự tin mà đi dừng đi. Đi mẹ thua đéo được. Trận này mà thua tao bàn hết bàn kia. Không like á kia. Á kia chiều like nhá. Á trùng kéo danh Hà chiều like. Ông là hack map inbox Zalo nhá. Batman đây này. Mày đánh con gì đi dừng cũng được. Ngân ạ, đánh con gì đi dừng cũng được. À không đi rừng mà. Ôi để cho anh ra nào đi rừng nó đớp hết. Để cho nó đi rừng nó đớp hết. Không đớp được cái gì đâu. À Gilbert John. Hết trận nghỉ á. Xem à. Bây giờ là 2. Tao mới like được 2 tiếng 41 phút. Chắc là sẽ được một trận nữa đấy. Vậy nóng quá. Ai ghê nhỉ. Kim Ngân dép tin nhắn anh. Hay là tí bún cua. Còn chịu các bố rồi đấy. Bớt chim chuột đi. Bớt chim chuột đi. Ông là hack map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Facebook in phần bình luận. Đi mẹ chơi game toàn chim chuột. Ngứa cả đít. Kim Ngân có trong này không em? Hình như tao vừa thấy comment lên trên đấy hay sao ấy. Hình như nó mới để hay sao ấy. Tao như tao thấy ảnh để ảnh trẻ sơ sinh thì phải. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Đâu. Ông vô là tập trung đánh ấy. Ông chơi game ông lại còn ra kênh chat đấy. Cái gì? Ơ sao Natalia lại tốt rồi. Như bà John à. Để tao. Phủ đầu John luôn. Anh có vợ ngồi. À ghê mày, đĩ mẹ. Mẹ làm cái gì? Kiểu gì chả trúng. Không trúng người thì trúng lính. 40 giọt lính. Một số người đã rời đi. À hút đầu quá. Hút đầu quá. À ghê mày. À thăm hỏi sức khỏe tao. Mày bắn đúng con bò nó cũng đang gồng. Cái gì?
Cái gì? À, gươm anh. À, đi mẹ. Thanh niên Kim Ngân xuống giải vác cho rồi chạy về mất hút. Chạy còn mất tốc biến. Ủa chưa? Tài dính quá. Dù trong cho tàn, hoa vẫn sẽ... Lỗi ngân nhá. Cái gì? Dạ. À, bắn trụ luôn. Vào với. Cái thằng kia đi cái ép của Kim Ngân. À quên, tao ăn mạng, quên, xin lỗi. Những mẹ kiếp. À, đúng rồi. Mà bây giờ tao đang bảo là... Tao bảo là chỉ kéo. Bây giờ kiếm được một bạn nữ nào có thời gian nhỉ. Auto kéo lên cao thủ đầu mùa luôn. Bắn nhẹ một viên tinh kích. Ô mẹ, bắn thế mà trượt nhỉ. Cái gì? Nhưng vấn đề là có thời gian cơ. Có phải lúc nào vào, lúc nào lúc không vào đâu. Quay chơi đâu quay. À, gây phết nhỉ. Chơi đâu Kim Ngân. Mày bố láo. Mày láo. Giờ nào này em chạy đây em. Ngân về đi em. Bị mẹ quan tâm gớm nhỉ. Chơi game mà quan tâm. À dạ anh. Dạ anh. Không rồi. Ông nào phải có thời gian cơ. Tức là lại nào cũng vào được cơ. Chứ còn mẹ mấy ông đá một hai trận không được đâu. Cái mẹ thằng kia đội biến về. À đây rồi. Thằng ngu đấy có biến về này. Cái lồn, bố mày phải chết người đã. Bố mày nhìn mày có kiếm lắm. Để mẹ bắn toàn trượt này. Có gái vào bắn. Mẹ nó bắn trượt này nhỉ. Từ đây bố mới tỉnh tâm lại cái. Bây giờ rồi con hàng rồi. Ở trúng cơ mà. Bắn ma xuống. Từ bố mới tỉnh tâm lại bắn phát ra. Bắn trượt trượt á. Là hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhá, Facebook in phần bình luận. Về mày. Về mày. Mày nghĩ bố mày sợ mày không? Ủa. Cứu tao đi. Your team has destroyed a tower ultimate. Ghê mày. Ghê mày. Ôi tên tên Excalibur. An enemy has been defeated. Onslaught. Mày đi. Ôi bỏ mẹ nó dư mà săn tao rồi. Đấy mẹ con bỏ nó gì. Ông nào hack map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Với bộ kinh phần bình luận. Giáo quảng cáo nữa. Quảng cáo thế thôi. Quảng cáo nhiều nó nhạt. Bố mày có... À, thằng bò lên giày ra. Thằng nào nó tự tin thế. Bắt đầu đi săn thằng ở đây nó nhá. Cái con quái rừng này. Bình tĩnh ăn nó cũng buồn đấy. Đây rồi, thấy thằng ở đây nó nhá. Xin xin bắn nhẹ một viên tinh kích nhẹ đi đâu. À không ăn được à. Vậy nhẹ nghe không, hơn các idol top của các bạn chưa.
Gơ gơ. Đấy là chưa thể hiện kỹ năng đấy nhá. Bố láo. Không thích vậy, nó cứ nghĩ là ta không muốn, không biết vậy. Cái gì? Bỏ mẹ. Không thích vậy thôi. Ông là anh ma mình đọc Zalo nhá. Ôi đéo quảng cáo nữa. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook như phần bình luận. Vậy nhẹ một viên kích thích. Xong, supply rồi. Sắp lại rồi, bị ban kênh rồi. Không nói gì cũng ban kênh. Khá quá nhỉ. Thế thì hết trận gì thôi. Không nói cái gì cũng ban kênh. Làm cướp trận. Ui, quên làm gì em? Để nói gì ban kênh à, xàm cướp thật. Đó nói gì ban kênh. Đấy ta có chuyện gì đâu. Không. Không. Biến cáo. Again. Cái đéo nào lại ban kênh người ta. Đứa nào tố cáo ra. Xàm cốt thuật. Chán đấy nhỉ. Bọn TikTok này dạng này ban linh tinh ấy nhỉ. Không làm cái gì cũng ban. Không nói cái gì cũng ban. Ê con gái thật, con gái thật. Thế đó, xin biết gì à. Ô con gái thật chú mẹ. Hào hoa nào ơi. Búa. Thành búa. Thành búa em. Đi mẹ. Thành búa à, ghê. Thành quê đây, thành búa đấy. Hả? Bố đã biết. Bố đã biết à? Thằng nào búa ngân đấy? Hả? Thằng nào búa ngân đấy? Thằng ôi. Đợi chúng mày ra bã rồi. Thằng Thành Minh chưa lên riêng ai đấy. Thành Minh chưa lên. À Thành. Tao bị ban TikTok rồi. Tẻ đấy. Giờ nói gì cũng ban. Tao xem nó ban bao lâu. Thôi nghỉ đi. Chẳng nghỉ. Nghỉ đây, nghỉ đây, nghỉ đây. Ok. Cân chiều vô lên cao thủ nha. À ghê mày. Ghê mày. À. Ê tao đang live Facebook ấy. Bọn nó nghe giọng. Ê nghe giọng ra nào đấy. Đĩ mẹ mày chết cha mày. Ôi nghỉ nhá. Mà nghe giọng cho biết đâu. Nghỉ quá chứ nghỉ. Nghỉ đây, nghỉ đây, nghỉ đây, nghỉ đây. Hết tờ tao hết tờ live rồi. À, chồng Ngân nhá. Chồng Ngân nhá. Đĩ mẹ inbox Zalo Ngân đây. Chim chuột tí nào. Ôi nghỉ anh em ơi, chiều 5 giờ live tiếp nhá. Ông nào hack map thì vào phần hồ sơ TikTok nha, ghi phần bình luận đấy. Ôi nghỉ đây.